2020, trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Kính chào tất cả anh chị em. Hai ngày trôi qua rất là nhanh thì chúng ta lại gặp nhau. Thì không biết anh chị em hôm nay có khỏe không? Ở trong, nhất là ở trong nước thì anh chị em thấy đời sống có an bình hay không? Nếu mà anh chị em có đời sống an bình là mừng rồi, và sức khỏe dồi dào để chúng ta đối phó cái bệnh dịch cúm corona này. Thì cũng như thường lệ, Pha xin kính mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nghe một bài hát quá quen thuộc. Đó là bài hát mong cho đất nước Việt Nam chúng ta soi sáng khắp quả địa cầu. Dạ, nói về vị lãnh tụ Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, kính mời. Chiến đấu
sâu sắc. Bác xin lỗi đó. Chị em có nghe rõ không vậy? Nắm cái microphone. Cái bài thơ đã chấm dứt. Anh chị em đã thấy cái bài thơ Dựng Nước khi mà Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì đã sáng tác ra cái bài thơ này. Nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nên là phát đi phát lại cho anh chị em nghe để anh chị em hiểu được nỗi lòng của một vị Tổng thống nhận một cái trọng nhiệm rất là quan trọng để mà giải cứu đất nước Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn rất là nguy ngập. Thì hôm nay Khoa và chị Kim đó, Khoa và chị Kim hôm nay muốn nhắc lại cho anh chị em nghe, là tại vì anh chị em đã nghe cái clip mà Khoa và chị Kim 2 ngày vừa qua đó đã phát nói về Hồ Chí Minh không phải là một người Việt Nam. Rồi bây giờ hôm nay á, thì Khoa và chị Kim cũng muốn phát lại cho anh chị em nghe cái cuộc phỏng vấn của Phố Bô Sa, phỏng vấn Tổng thống Đào Minh Quân
lúc gì lúc đó đó Cộng sản Việt Nam đã nói là Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố, nên chúng ta phải so sánh thử. Hồ Chí Minh á, thì truyền thông của Nhật đã phỏng vấn, nhưng mà những cái câu hỏi đó và tin chắc là họ đã đặt sẵn rồi. Tại vì nếu mà không có đặt sẵn thì làm sao viết ra giấy sẵn, anh chị em nghĩ đi. Khi mà Hồ Chí Minh trả lời là cầm cái miếng giấy lên đọc. Mà giấy lên đọc là tất cả những câu hỏi đã được trả lời, đã viết sẵn. Tức là thông tấn Nhật thì viết ra những câu hỏi đưa qua bên cho truyền thông Cộng sản Việt Nam. Thì Hồ Chí Minh mới viết sẵn những câu trả lời để mà đọc. Thì anh chị em đã thấy là đã viết sẵn nhưng mà đọc còn không chạy nữa. Nếu một người Việt Nam mà có tài đó thì không cần phải viết. Nên hôm nay Pha và chị Kim á muốn phát cho anh chị em nghe một cái cuộc phỏng vấn của Phố Bô Sa. Lúc đó đó Phố Bô Sa đã nghe tất cả các truyền thông và cũng rao truyền là Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố. Đó là bản tin từ Cộng sản Việt Nam đưa ra. Thì Phố Bô Sa đã hẹn gặp Tổng thống Đào Minh Quân để phỏng vấn, hỏi cho ra lẽ cái cuộc mà tại sao Cộng sản Việt Nam lại nói như vậy. Thì anh chị em thấy Tổng thống Đào Minh Quân phỏng vấn không cần phải viết sẵn, tức là hỏi câu nào trả lời câu nấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng ai là người có tài hơn và ai là người Việt Nam thật. Nếu một người mà có tài, anh chị em hỏi họ sẵn sàng trả lời mà không cần phải ra giấy viết. Có bớt quá người ta, nếu những người khác đó thì người ta nói là tôi sẽ hỏi những câu hỏi này, nhưng mà cũng không viết ra giấy. Tức là người ta cho mình biết là người ta sẽ hỏi những câu đó, nhưng mình có thể chuẩn bị những câu trả lời, nhưng mà không cần viết giấy. Cái đó mấy là nói là người có tài. Nhưng mà Pha biết là Phố Bô Sa phỏng vấn, hẹn phỏng vấn Tổng thống Đào Minh Quân, không biết là họ hỏi gì cả. Tổng thống không biết họ hỏi gì. Là tại sao trong cái cuộc phỏng vấn đó Pha có xem. Thì Phố Bô Sa đó hỏi những câu mà muốn là phải nói là bao dây đó, nếu mà nói như là bao dây á, nói những cái câu mà nôm na là dí á, để ép người khác trả lời những cái câu mà để cho người mà được phỏng vấn là bí không biết đường trả lời đó. Đó thì đó không phải là một sự sắp xếp phỏng vấn sẵn, mà cái đó chỉ hẹn gặp thì hỏi câu nào trả lời câu nấy. Thì chúng ta nghe để chúng ta biết là người nào có tài và người nào là người Việt Nam chân chính. Như Pha đã nói, người có tài không cần phải viết ra giấy, hỏi câu nào trả lời câu nấy. Nhưng mà Hồ Chí Minh thì khác. Những câu hỏi đó chắc chắn đã được viết ra trước, nên Hồ Chí Minh mới viết ra miếng giấy để đọc cho mọi người nghe. Nhưng mà đã viết ra giấy rồi nhưng mà vẫn đọc không có chạy, thì anh chị em thấy rõ ràng cái đó không phải là người Việt Nam. Nên chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta đừng có tôn thờ một cái người Tàu mà đã hại rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta, mà chúng ta cứ đem thờ ở nhà để cho nó nghèo mà. Rồi á, tôn thờ cha già dân tộc. Còn rêu rao là không có Hồ Chí Minh thì không có nước Việt Nam. Anh chị em nghĩ sao vậy? Nước Việt Nam đã có hơn 4.000 năm văn hiến, chứ không phải có Hồ Chí Minh thì mới có nước Việt Nam. Nên chúng ta có đầu óc thông minh, chúng ta phải tỉnh táo. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ coi nó đúng hay sai. Hồ Chí Minh 100 tuổi, nước Việt Nam có gần 5.000 năm văn hiến. Vậy thì cái nào là có trước? Nên Cộng sản Việt Nam đừng có lừa gạt dân Việt Nam nữa. Dân Việt Nam bây giờ ít ra cũng thông minh hơn nhiều đó. Không có để các ông lừa gạt nữa. Thì bây giờ tới cái thời đại này, cái thời buổi này, mọi sự sẽ được vạch trần ra ngoài ánh sáng. Thì ai chánh, ai tà, ai thật, ai giả, chúng ta thời gian tới chúng ta sẽ biết rất là rõ ràng. Thì bây giờ Pha mời chị Kim phát biểu cùng tất cả anh chị em một chút rồi chúng ta bắt đầu.
Kim xin chào lại quý cô dì chú bác, anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Thì cũng như chị Pha mới vừa nói là cái livestream vừa rồi, chị Pha có phát lên một cuộc phỏng vấn Hồ Chí Minh do một người ở bên đài truyền thông của Nhật phỏng vấn. Và thông qua cái cuộc phỏng vấn đó thì chúng ta thấy là khi cái người phỏng vấn đó, thì người ta hỏi một câu và Hồ Chí Minh á, thì cầm cái tờ giấy để đọc. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy được cái cuộc phỏng vấn đó đã sắp đặt từ trước, cho nên mới có cái câu trả lời trong tờ giấy, có phải không quý vị? Thì nếu mà không có sắp đặt từ trước thì làm sao mà có trong tờ giấy để mà đọc? Đó là chúng ta thấy được, đó là sự thật mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta không có nói dốc. Cái đó là thấy sao nói vậy. Cho nên á, là cái câu trả lời mà cũng đọc không chạy, đó là câu trả lời mà viết trước nha quý vị. Viết trước nhưng mà khi đọc á, đọc cũng không chạy. Như vậy là nói rằng Hồ Chí Minh là rành 29 ngôn ngữ á, thì ở đây trước tiên một cái ngôn ngữ Việt là đã thấy nói không được rồi đó. Còn ngôn ngữ nào mà rành nữa thì Kim chưa bao giờ thấy một cái clip nào mà Hồ Chí Minh nói thạo một cái ngôn ngữ nào hết trơn. Tại vì thế giới này có rất nhiều ngôn ngữ, nào là Anh, Pháp, rồi Tây Ban Nha, rồi Bồ Đào Nha, nhiều lắm. Nhưng mà chưa thấy, chỉ có thấy cái tiếng Việt là Hồ Chí Minh nói không được thôi. Nhưng mà chắc có lẽ một cái thứ tiếng mà nói rành nhất đó là tiếng Tàu đó quý vị. Là tại vì Hồ Chí Minh là người Tàu, cho nên là nói tiếng Việt không rành mà đọc ở trong đó đọc cũng không chạy. Đó là chúng ta nhìn thấy rõ nha quý vị, chứ không có nói oan. Và khi mà Hồ Chí Minh trả lời những câu đó thì chúng ta đã thấy được sự giả dối nó nằm ở đâu. Và cái câu trả lời đó đã viết sẵn trong giấy, tất nhiên là do một cái mệnh lệnh. Đó là mệnh lệnh của Đảng Cộng sản bắt phải trả lời y như vậy quý vị. Tại vì Đảng Cộng sản là độc tài, cho nên là bắt mọi người phải theo một cái đường lối của Đảng. Còn trong khi cái chế độ Việt Nam Cộng hòa là chế độ tự do nhân bản, cho nên người ta đều nói từ tấm lòng mà ra hết quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta chút nữa sẽ xem cái video clip của Ngài Tổng thống trả lời qua cái cuộc phỏng vấn của phố Bonsa TV. Thì ở đây thậm chí mà cái người phỏng vấn lại hỏi những câu hóc búa quý vị, để cho Ngài không trả lời được. Nhưng Ngài trả lời rất là tuyệt vời luôn quý vị. Trả lời một cách lưu loát và sâu sắc mà không có một cái tờ giấy đọc nha quý vị. Chúng ta nhìn hai hình ảnh đó nó khác một trời một vực. Cho nên chúng ta thấy được ở người nào là người Việt thật sự và người nào không phải là người Việt. Đó là sự thật. Bởi vậy chúng ta thấy rằng ở trên cái mạng truyền thông này nè, sẽ phô bày lên cho chúng ta thấy được sự thật và sự giả dối. Mà người nào vẫn thấy sự giả dối là thật á, thì người đó là không biết cái trái tim và bộ não người đó nó đi đâu rồi. Cho nên là ở đây Kim và chị Pha chỉ muốn đưa ra sự thật để cho người dân Việt Nam biết được rằng chúng ta phải nhìn thẳng sự thật và chúng ta đừng bao giờ từ chối sự thật để một mai chính chúng ta hại chúng ta mà thôi. Tại vì thế giới tự do đang giúp, đang cứu người dân Việt Nam. Nhưng nếu người dân Việt Nam mà không có bộ não và cũng không có trái tim thì không ai giúp được nha quý vị. Chính bản thân mình phải tự thay đổi, chính bản thân mình phải thấy được đâu là chính, đâu là tà, đâu là thật, đâu là giả. Ở đây, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã cứu người dân Việt Nam, cho nên muốn cho người dân biết duy thật sẽ lật được cộng. Nhưng mà có những người quá cuồng hồ, cuồng đảng, chỉ có thấy Đảng Cộng sản là thật và tất cả đều giả dối. Cho nên nói ngược thì sau này hậu quả chính chúng ta tự nhận lấy mà thôi, chứ còn không ai cứu chúng ta được. Bây giờ xin chị Pha sẽ phát tiếp cái video clip của cuộc phỏng vấn của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân của phố Bonsa TV. Yeah. Thì đây, Pha, cái khúc đầu là quảng cáo, nên mà cái clip video này đó thì nó cũng có những đoạn quảng cáo. Tại vì cái này á, họ làm á, là họ lấy tiền YouTube nha, nên á, là có quảng cáo. Thì Pha sẽ bắt khi nào mà có quảng cáo thì Pha sẽ ngưng lại. Yeah. Xin mời. Eo hẹp, tôi nên có hàng với ông Vũ Hoàng Lân. Khi nào sẽ dành cho ông Vũ Hoàng Lân một cái cuộc phỏng vấn? Tại vì chúng tôi cảm cái ơn, cái tình
của ông Vũ Hồng Lân đã đến tận văn phòng của chính phủ để phỏng vấn chúng tôi, là nhà báo Việt Nam duy nhất đến văn phòng trung ương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Irvine. Và chúng tôi có giữ hai cái lời hứa quan trọng. Thứ nhất, khi có tình hình gì cần thiết thì chúng tôi luôn luôn tôn trọng những nhà báo Việt Nam như ông Vũ Hoàng Lân, nên luôn luôn dành cho ông cái ưu tiên sẽ là người được phỏng vấn. Và thứ hai là vì ông đã phỏng vấn chính phủ rồi, cho nên chúng tôi cũng muốn nhớ lại cái lời hứa của mình là sẽ để cho ông Vũ Hoàng Lân một cuộc phỏng vấn. Do đó ngày hôm nay đó là chúng tôi xin đồng bào cũng như là tất cả những vị khán thính giả của chương trình Phố TV tha lỗi vì tình hình cũng như ông nhà báo đã nói, nó xảy ra đột ngột mà chúng tôi không có cái thời gian để mà để cho ông có cuộc phỏng vấn nhanh nhất, cho nên chúng tôi phải lợi dụng chúng tôi đi ăn trưa, cho nên là cái khung cảnh phỏng vấn ngày hôm nay là tại một cái buổi ăn trưa của chúng tôi. Nếu có gì thiếu sót thì mong nhà báo cũng như đồng bào thông cảm và tha thứ. Và cũng như cái tinh thần chúng ta đồng ý với nhau là cuộc phỏng vấn này sẽ được phỏng vấn toàn bộ, không có được cắt xén. Đó là tinh thần của buổi phỏng vấn. Và tôi và chúng tôi xin đồng bào tha thứ, và chúng tôi đang ngồi ở một cái nhà hàng thì chúng tôi sẽ trả lời bất cứ cái câu hỏi nào, dù có gây gắt, có khó khăn, có như thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn tôn trọng cái câu hỏi, và chúng tôi cố gắng bằng cái kiến thức và sự hiểu biết của mình để trả lời cho ông nhà báo Vũ Hoàng Lân với tất cả sự tôn trọng của một nhà báo mà chúng tôi cho rằng tại hải ngoại này có rất nhiều nhà báo nhưng không có dám đi tìm hiểu sự thật như ông Vũ Hoàng Lân. Thì ông đã dám trở về Việt Nam để gặp ngay những đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Đó là một nhà báo can đảm. Can đảm và tinh thần trách nhiệm của nhà báo là đem sự thật đến cho đồng bào và khán thính giả, có phải không thưa ông nhà báo? Và chúng tôi ca ngợi ông nhà báo này ở cái tinh thần đó. Cảm ơn. Xin cảm ơn ông. Trước khi đi vào câu chuyện, sẵn ông nói tới, sẵn ông nhắc tới cái buổi phỏng vấn lần trước cách đây mấy năm ở trụ sở ở Irvine. Thì cũng muốn đặt một cái câu hỏi là liên quan tới cái buổi hôm đó. Ngày hôm đó chúng tôi tới tới văn phòng, thấy nó cũng giống như bao văn phòng trụ sở khác một cách rất là bình thường. Tuy nhiên sau đó chúng tôi có nghe nhiều cái dư luận, nhiều cái tin đồn mà chúng tôi không biết được nó từ xuất phát từ đâu, nhưng nói rằng là ngày hôm đó ông đã trải những cái lá cờ và cũng như những cái hình lãnh tụ của Việt Nam, mà người nào bước qua đó, kể cả bản thân tôi, đều phải bước qua cái hình ảnh và lá cờ đó để đi vào văn phòng. Tôi thì không thấy cái điều đó, nhưng có cái những cái tin đồn như vậy. Xin ông xác minh cho cái ngày hôm đó như thế nào thưa ông? Thật sự đó thì không phải chỉ có ông nhà báo Vũ Hoàng Lân, mà chính những đầu sỏ Cộng sản cũng đã từng xin để tiếp kiến tôi là khoảng chừng 20-30 năm về trước. Nhưng cái điều kiện để mà đến gặp tôi trực tiếp là phải có cái xác định cái lập trường chống cộng dứt khoát, là phải đạp mặt Hồ Chí Minh. Còn nếu không có dám ký đạp mặt tên Việt Gian Hồ Chí Minh thì cho quay và công bố toàn bộ cái nội dung phỏng vấn đó. Thì ngay chính bản thân của Nguyễn Tấn Dũng cũng không dám làm chuyện đó. Cho nên chúng tôi không phải là điều kiện bắt buộc, tức là điều kiện ắt có và đủ. Nếu người Cộng sản muốn gặp chúng tôi thì phải có cái lập trường rõ ràng chống cộng, tại vì Cộng sản Việt Nam đang gây tất cả những sự đau thương cho dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai, còn nếu không muốn làm chuyện đó chúng tôi cũng tôn trọng, nhưng phải cho chúng tôi cũng quay, và cái cuộc nói chuyện đó phải được công khai phổ biến. Tại vì như thế này, chúng tôi xin thưa với đồng bào, thưa với các khán thính giả của cái chương trình Phố TV, là từ xưa tới nay chúng tôi được huấn luyện để trị cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
tại sao gọi là trị? Tại vì cái ngoài ra nếu chỉ dùng khẩu súng và những cái sự hung bạo của mình đó, hoặc là dùng chiến trường, không bao giờ giải quyết được cuộc chiến. Tại cái người Cộng sản Việt Nam rất là gian xảo quyệt. Ngay như một số anh em ở trong cái cộng đồng Việt Nam của mình, khi được trở về nói chuyện với Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể ngay ở trong cái bàn hội nghị đó họ chống đối quyết liệt, nhưng rồi sau khi họ bước ra thì Cộng sản Việt Nam tung cái tin là những cái phái đoàn đó, những người đó về để hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Do đó cái điều kiện chúng tôi rất là đơn giản, là một là anh là người chân chính thì anh phải biết cái giặc của dân tộc là ai. Tại sao phải đặt một Hồ Chí Minh? Tại Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, mà là một cái tên gián điệp Tàu Cộng, giả làm người Việt Nam để gây một cuộc chiến tương tàn gần 100 năm nay. Đó là từ 1930 cho tới nay. Còn nếu anh không muốn làm chuyện đó thì chúng tôi vẫn phải tôn trọng, nhưng mà cho phép chúng tôi ghi âm và ghi hình toàn bộ cuộc nói chuyện đó, để anh không có thể nào mà anh giả trá được với đồng bào, anh đưa tung tin bịp bợm được. Cho nên là anh Võ Hoàng Dân, Hoàng Lân không có bước qua đạp Hồ Chí Minh. Tôi sẵn định như vậy là vì anh Võ Hoàng Lân đã chấp nhận cái điều kiện là công bố toàn bộ cái nội dung mà đã phỏng vấn, có đúng không ạ? Xin cảm ơn ông. Xin quay trở lại về cái vấn đề cái vụ án vừa qua. Thì trong bản tin về vụ việc này, từ trang Thanh Niên là một trong những cơ quan ngôn luận chính thức của Việt Nam, có đoạn viết rằng thông qua mạng xã hội các bị cáo đã cấu kết với tổ chức phản động, mở ngoặc kép chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đóng ngoặc kép ở nước ngoài do Phạm Ly Sa và Đào Minh Quân cầm đầu, nhận tiền từ tổ chức này để mua vũ khí, chế bom xăng, thực hiện các hành vi khủng bố, xúi dục bạo loạn, biểu tình, tấn công vào các cơ quan chính quyền địa phương, tấn công lãnh đạo chính quyền, v.v. Ông có thể cho ý kiến về cái cáo trạng này thưa ông? Thật sự đối với chúng tôi đó, thì cái Viện Kiểm sát Nhân dân đó, mà người dân đã gọi là Viện Kiểm sát, sát là giết đó, Nhân dân, mà chữ Nhân dân có người dịch là nhăn răng, tức là cái viện đó đó, nó có thể giết dân, nó bắt cầm tù dân, sẵn sàng nó ăn tiền để thay trắng đổi đen. Thì đối với tôi, tin tức của cái viện đó không có đáng gì để mà chúng tôi chú ý. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi để nói chuyện với đồng bào, vì chúng tôi thấy rằng đó, Cộng sản Việt Nam đó, khi thấy cái chính phủ này đang cái trưng cầu dân ý, đã lên tới hàng triệu phiếu trưng cầu dân ý, đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam run sợ. Và Trương Hòa Bình là cái tên cầm đầu của cái Viện Kiểm soát Nhân dân, mà chúng tôi xin dùng cái chữ gọi là Viện Sát Nhân Răng, tức là cái viện đó là chuyên môn đè xuống, chém cái nhát dao xuống đó, là dân mình chết không kịp nữa, là thở hắt cái hơi nữa. Cái viện đó đã từng ra những cái lệnh sắc máu, mà có dịp chúng tôi sẽ trình bày thêm cho đồng bào biết, vì những cái tài liệu hồ sơ mà chúng tôi đã nắm của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà hiện nay các cơ quan hình sự quốc tế, kể cả Hoa Kỳ, đang theo dõi. Và đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Obama đã ký cái lệnh phong tỏa toàn bộ cái tài sản mà phi pháp của Cộng sản Việt Nam. Dừng ở đây đó, tôi không muốn mượn thời giờ của ông nhà báo để mà nói chuyện, nhưng mà cần phải trình bày cho đồng bào hiểu rõ tại sao mà Việt Cộng lợi dụng cái giờ phút này để đưa cái tin Việt dân ra như vậy. Vì nó có ba lý do chính. Lý do thứ nhất là trong nội bộ của Cộng sản Việt Nam đang có sự tranh chấp, và những tên tham gian ô lại, những tên mà gian ác cỡ như Trương Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc đã có những cái tham vọng chính trị. Nguyễn Xuân Phúc là một trong những tên phải nói gọi là dốt nát trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và được đưa lên làm thủ tướng theo chỉ thị của Tàu Cộng, làm cho nhiều tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam không có bằng lòng, trong đó có Trương Hòa Bình. Nguyễn Xuân Phúc xuất thân là người Quảng Nam, Đại Lộc Duy Xuyên. Nếu có thời giờ tôi sẽ nói thêm về cái tiểu sử. Xin chúng ta quay lại những cái câu hỏi của vấn đề chương trình ông. Còn những cái quan điểm về
các cá nhân phía Việt Nam có thể là một chúng ta có một cái bài một cái dịp khác hoặc là một cái đề tài khác cụ thể vào cái trường hợp đó. Như vậy thì nếu ông nói rằng là ông không tin vào cái bản cáo trạng của phía Viện Kiểm sát Nhân dân, như vậy thì về việc cái cáo trạng cho rằng tổ chức của ông kêu gọi cung cấp tiền bạc cho các nhóm trong Việt Nam để kêu gọi họ làm những hành động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền, thì ông xác nhận hay phủ nhận những cái việc đó từ tổ chức thưa ông? Cảm ơn ông Nhà Báo đã hỏi những câu rất là hay mà Cộng sản Việt Nam muốn những cái câu đó để làm tài liệu. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có những cái chủ trương rất rõ ràng và minh bạch. Thứ nhất là không làm khổ dân thì tại sao phải cần khủng bố? Cái thứ nhất. Thứ hai, Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, cho nên không bao giờ chính phủ này chủ trương để làm cho gây cái sự tan tóc cho người dân Việt Nam. Tại sao tôi chỉ muốn nói cái điểm mà xin lỗi Nhà Báo là có thể ông phỏng vấn mà người ta không giải thích, mà chúng tôi buộc lòng phải giải thích. Vì lý do chúng tôi giải thích là vì Cộng sản Việt Nam, cái mưu của chúng nó như thế nào chúng tôi phải biết. Lý do là vì Trương Hòa Bình là người Nam, quê quán của Trương Hòa Bình là Cần Duộc, Long An, là người Nam. Và nó dòm tới Nguyễn Xuân Phúc là người quê quán miền Trung. Và chữ nghĩa dốt nát, đến nỗi mà đến khi anh em lên thấy trên mạng người ta hắn nói là tay này là thủ tướng CLM, anh chị em có biết là nó nói tiếng Việt Nam, nó bảo là CLM tức là cái trình độ văn hóa đối với tiếng Việt còn không có thì làm sao có trình độ đã làm thủ tướng. Nhưng Trung Cộng cần những thủ tướng ngu dốt như vậy. Thì Trương Hòa Bình nghĩ đây là cái cơ hội may mắn để mà có thể lên thế được Nguyễn Xuân Phúc. Trương Hòa Bình, cái tài sản của Trương Hòa Bình đang bị chúng tôi truy nã. Trương Hòa Bình nghĩ rằng ở Mỹ này Trương Hòa Bình không có tài sản, cho nên không có sợ bị truy nã. Nhưng mà tài sản của Trương Hòa Bình là ở tại Úc Châu. Những mối mà Trương Hòa Bình liên lạc là chúng tôi có nắm đủ cái đường dây nước bước của Trương Hòa Bình. Một lần nữa xin quay lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy thì ông có thể cho biết rằng là trong vụ việc cụ thể này, tổ chức của ông có dính dáng gì với cái vụ việc cụ thể này, như là các báo chí cũng như là cáo trạng của phía Việt Nam mà đưa ra từ mấy ngày qua hay không được? Để chúng ta cho thấy được rằng trong suốt một cuộc chiến gần 100 năm nay đó, là người Việt của chúng ta bị Việt Cộng nó dùng cái gian ma xảo quyệt, nó dẫn đi từ đây tới một con đường khác. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương triệt hạ hoàn toàn chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, nhưng không có chủ trương bạo động. Không có chủ trương bạo động, cho dù nếu phải ra tay trừng trị là chúng tôi nhắm ngay những đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Chứ như vậy không có nghĩa là một cách gián tiếp ông trả lời là tổ chức đã không có dính dáng vào cái vụ khủng bố vừa qua đã được đưa ra xét xử hay không được? Tôi trả lời câu này đó, ông cắt ngắn, tôi không muốn cắt ngắn là tại vì tôi phải nói cho đồng bào thấy được cái âm mưu của Việt Cộng. Trước khi mà ông Vũ Hoàng Lân á, đến phỏng vấn chúng tôi đó, Việt Cộng đã chuẩn bị cái bộ máy tuyên truyền. Thứ nhất là nó thuê nhanh luật sư. Luật sư không có được ăn khách ở Mỹ nhưng mà sẵn sàng làm việc với Việt Cộng ở tại vùng Hoa Thành Đốn để đưa ra cái tin rằng là chụp mũ cho ông Đào Minh Quân là khủng bố, ông sợ lắm. Nhưng mà anh luật sư đó có lẽ học luật của Mỹ chưa có rành. Tôi là cái người, tại sao tôi vẫn giữ là cái quốc tịch Mỹ? Việt Cộng không có quyền để xâm phạm vào những người công dân Mỹ. Đó là lý do tại sao ông Đào Minh Quân tới giờ này vẫn giữ quốc tịch của Mỹ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chính Cộng sản Việt Nam, những anh luật sư đó phải hiểu rằng Cộng sản Việt Nam đã sai Hồ Chí Minh vào nước Việt Nam, đã gây ra cuộc chiến chết gần 3 triệu người Việt Nam, trên dưới 3 triệu người Việt Nam. Mà chính bộ đội Cộng sản Việt Nam cũng chết trên nửa triệu người. Và cuộc chiến nó chết bên phía Việt Nam Cộng hòa chúng ta trên 300 người chết. Và Cộng sản Việt Nam đã từng cướp của giết người. Hiện nay tài sản ăn cắp ăn cướp của người Việt Nam rất là nhiều. Vậy tội đó cái anh mấy anh luật sư đó ở trên Washington có biết không? Có lẽ là ông nhắc tới ông luật sư Trịnh Quốc Thiên. Có thể có một dịp ông trực tiếp sẽ có cái cơ hội đối chất, hoặc là ông ấy có cơ hội đối chất với ông. Tại vì đó là một chương trình, chúng tôi xác định là một chương trình hoàn toàn độc lập mà do ông ấy sản xuất và
Phố Bô Sa TV đăng tải với cái sự trách nhiệm về cá nhân của ông Trịnh Quốc Thiên. Quay tiếp tới câu hỏi là như vậy, nếu nãy giờ vẫn chưa xác định được rằng là tổ chức có liên hệ với cái vụ khủng bố đây không, như vậy thì có lẽ không, ông không muốn trả lời thì chúng ta không tới câu chuyện tiếp. Tôi đã trả lời rồi, nhớ không? Cái chính phủ này không chủ trương là chủ trương và đường lối là không làm khổ dân. Vậy có nghĩa tại là sao phải đặt bom? Như vậy là không có liên lạc. Để cho người dân bị đau khổ đúng không ạ? Như vậy thì xin hỏi là... Và Việt không giết Việt thì tại sao phải đặt bom giết người Việt? Vậy thì xin hỏi là... Nhưng như cái vậy, câu thứ hai nè, cũng quan trọng. Như vậy thì xin hỏi là... Với chủ trương như vậy thì... Phía tổ chức có ủng hộ hoặc là có... Không ủng hộ cái hành động vừa qua của nhóm tổ chức đó hay không? Ở tại Việt Nam bây giờ, tôi xin lỗi, nếu mà người dân thấy được mà có quyền làm được thì bất cứ một tên đầu sỏ cộng sản nào mà đứng trước mặt họ, họ giết được, họ đã giết rồi. Nhưng mà tôi luôn luôn nói các anh em đó, tinh thần yêu nước nên có, chống Tàu Cộng để bảo vệ cơ đồ nên giữ, nhưng mà không nên bạo hành. Tại sao vậy? Tại thứ nhất, chúng ta không muốn người Việt mà đi giết người Việt, để phải bảo tồn cái nội lực và cái nguyên khí của dân tộc để sẵn sàng đương cự với Tàu nếu mà Tàu nó muốn chiếm cái nước Việt Nam. Tuy nhiên, những người cộng sản phải hiểu rằng chế độ cộng sản tham tàn đã gây ra nhiều cảnh đổ máu cho cái đất nước Việt Nam thì phải vứt bỏ nó vào sọt rác, vì trên thế giới người ta đã vứt bỏ rồi. Ngay tại Liên Xô là cái thành trì vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng tan hoang rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải thể. Thì tại sao cái nước Việt Nam vẫn đi theo cái nước Tàu lạc hậu đó để giữ cái chế độ lạc hậu đó tại Việt Nam? Xin tiếp tục cái câu hỏi. Một trong những cái chi tiết ở trong cái bản cáo trạng đưa ra là ngoài tên ông thì có tên của bà Lisa Phạm. Nhưng mà được biết trên trong mấy ngày nay, bà Lisa Phạm có xác định rằng là bà ấy không có liên quan gì tới tổ chức của ông Đào Minh Quân. Và trong một số video khác của bà ấy là còn, thậm chí còn có những cái có thể nói là lên án cái tổ chức ông Đào Minh Quân. Ông có thể xác minh được cái vấn trong cái vụ này có liên quan gì tới giữa tổ chức và bà Lisa Phạm hay không ạ? Thật sự mà nói thì chúng tôi không có biết rành nhiều về cô Lisa Phạm. Có những cái điểm mà cái lòng dân mà oán ghét cái chế độ cộng sản đó, có những người muốn dùng sức mạnh vũ lực, có người không dùng được vũ lực thì dùng cái miệng chửi, có dùng nhiều thái độ lắm. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái phản ứng của người dân. Còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì đã có cái chủ trương và đường lối. Chủ trương đường lối của chính phủ là luôn luôn song hành với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Do đó tại sao hiện nay chỉ có tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được Hoa Kỳ và Liên Hiệp 28 nước, nhưng mà tại vì nước Anh rút ra nên còn 27 nước công nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bằng công hàm. Còn các cái tổ chức khác họ không có thể công nhận, là vì cái đường lối chủ trương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thích hợp với đường lối chủ trương của thế giới, họ không có chấp nhận khủng bố. Mà nên nhớ rằng chính Cộng sản là trùm khủng bố. Có những tài liệu cho biết là Cộng sản Việt Nam hành động cắt cổ người dân ba nhát, đem vào tù cắt ba nhát, có phải khủng bố không thưa quý vị? Người dân trả lời đi. Đem người dân vào đồn tra tấn rồi bảo là người dân tự tử chết, có đó có phải khủng bố không vậy? Thưa ông, trong các bản tin cũng có nói tới rằng là các bị can ở nước ngoài, hàm ý là ông Đào Minh Quân và bà Lisa Phạm sẽ bị truy nã quốc tế và đưa ra xét xử. Như vậy thì ông sẽ đối phó với cái đó như thế nào thưa ông? Như nãy tôi đã nói, việc cộng cả cái toàn đảng mà chúng tôi đang chống cái toàn đảng đó, chúng tôi còn không ra gì, thì cái đảng đó mà đi vận động các cái cơ quan ngôn luận, chúng tôi là những người đang đưa cộng sản ra trước tòa hình sự quốc tế và đưa nó tại tòa án liên bang Hoa Kỳ, và cái hồ sơ đó đang tiếp diễn. Và lý do đó tại sao cái tài sản của Cộng sản Việt Nam đã bị đông lạnh? Có khả năng ông sẽ bị truy nã quốc tế qua vụ việc này như là những bản tin đã ghi ra hay không được? Tin thì có quyền nói. Cái quyền mà đưa bản tin là nói, nhưng quý vị phải tự suy nghĩ. Cộng sản nó nói không có bằng chứng.
Nó nói không có ai thấy cái bằng chứng cả. Mà cái loại mà những người cộng sản như chúng tôi nói mà bắt vô đồn đó, nó có một cái câu mà của cộng sản, nó từng tự hào, nó bảo rằng không có đánh cho có đánh cho chừa. Thì những tin tức của cộng sản đưa ra chỉ là loại tin tức đáng dục và sùng rác thôi. Nếu mà như vậy, nếu mà cho rằng là bị không có làm điều đó mà bà bị vu cáo, thì ông có dự định sẽ cải chính, phản đối hoặc là thậm chí đưa phía Việt Nam, đưa phía chính quyền, chính phủ Việt Nam ra tòa hay không thưa? Cái câu hỏi rất là hay đó. Tôi rất là cảm ơn nhà báo hỏi câu rất là hay. Tại vì cái phản ứng của một chính phủ nó khác với phản ứng của những cá nhân. Tôi có nghe những cá nhân nói rằng là nên phản ứng như thế này, như thế kia. Nhưng chính phủ đánh cộng sản ở đây đó là mình có một sách lược để triệt hạ, nhổ tận gốc rễ nguyên cái đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó tiến hành từng bước một. Cái bước thứ nhất là phải triệt tiêu, tịch thâu toàn bộ tài sản của Cộng sản Việt Nam, là mình đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. Tới cái bước thứ hai là qua những cái vi phạm tội ác của Cộng sản Việt Nam để đưa nó vào tù. Những cái tội mà vu cáo nó gian lận như thế này đó là tội nhỏ thôi. Tội của Cộng sản Việt Nam cướp của giết người đã quá rõ rồi. Theo bản án của quân sự là có thể bị tử hình. Còn những cái tội này chưa phải tử hình. Cho nên nó đã đang bị bộ một cái bản án nặng nề như vậy. Thì những cái bản án này nó nhẹ hơn nhiều lắm. Và nếu cái bản án này không đủ để làm cho chính phủ Hoa Kỳ phải tịch thu tất cả tài sản của Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi nhân cơ hội này tôi muốn thưa với ông nhà báo đó, là mọi người nghĩ rằng đó, là muốn đưa vào một cái tình huống. Tôi thấy có nhiều người nói ồ, nó bảo ông thuộc khủng bố, thì ông phải làm sao để phản ứng lại cái lời nói của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng tôi đã trình bày, kính thưa đồng bào với khán thính giả của đài phố Bonsa, là tôi chấp nhận cái buổi phỏng vấn này là tôi trả cái ân tình đối với lại ông Vũ Hoàng Lân. Năm 1972, chúng tôi đã bắt Lê Duẩn, là tên đầu sỏ của Cộng sản Việt Nam, tại Quảng Trị vào tháng 8 năm 1972. Nếu quý vị không tin về hỏi hai đứa con của Lê Duẩn là Lê Kinh Thành và Lê Trung Kiên thì biết tôi là ai nhé. Thành ra những cái vụ việc này đối với chúng tôi thiệt sự nó cũng nằm ở trong đồng bào suy nghĩ là phải có những phản ứng, nhưng mà chúng tôi sẽ có những phản ứng đúng lúc và đúng mức. Chúng tôi là được cái gọi là lực lượng đi không tiếng về không lời, cho nên khi chúng tôi phản ứng Việt Cộng sẽ không bao giờ nó đoán trước được và nó không bao giờ biết trước được, rõ ràng là như vậy. Và cái ngày mà chúng tôi muốn lặp lại cho đồng bào thấy cái câu đó, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày trước đây hơn 500 năm, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có để lại một câu, không biết ông nhà báo có nhớ ông để câu gì mà thiên hạ hay nói tới không ạ? Xin mời ông. Ông trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cái câu như thế này: ngày vô là cuối tháng 3, mà ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Cuối tháng 3 của âm lịch tức là ngày 30 tháng 4 là có phải là Việt Cộng vô cái miền Nam mình không? 30 tháng 4 Việt Cộng chiếm toàn bộ cái Sài Gòn, chiếm toàn bộ cái miền Nam Việt Nam. Nhưng ngày ra thì nó sẽ xảy ra còn nhanh gấp 10 lần vô. Tức là ngày ra của Cộng sản Việt Nam quý vị sẽ không biết. Quý vị nên nhớ, tôi chỉ muốn nhân cái cơ hội này nói với lại đồng bào, thưa chuyện với đồng bào, thưa với tất cả các cái vị khán giả biết rằng Cộng sản Việt Nam đang lúng túng nội bộ. Đây là sự tranh chấp giữa Trương Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc, và nó muốn xóa cái câu chuyện mà đồng bào đang chú ý đến. Tất cả anh em có biết ở đây hiện nay là có một người đang công bố tài liệu của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mà làm cho Cộng sản Việt Nam rất run sợ, nội bộ tan tác. Cho nên nó tạo ra cái việc mà khủng bố ở tại phi trường Tân Sơn Nhất này, để nó làm cho chuyển hướng đồng bào qua một cái suy nghĩ khác, để che giấu cái việc nội bộ nó nát tan. Nội bộ nó nát tan. Có những người đầu xỏ Cộng sản tìm đến văn phòng của chính phủ để cho biết cái cốt của nhà băng. Tôi nói khỏi cần cho, tại khi mà các anh bị tịch thâu đó, Mỹ họ có hết rồi. Xin cảm ơn ông. Chúng ta có thể tạm ngưng cái phần liên quan tới vụ. Thì bây giờ phải chức ngưng ở đây.
Dạ, chúng ta bắt đầu mổ, phải mổ nói là mổ xẻ. Thì anh chị em đã thấy rồi đó, những gì mà Tổng thống Đào Minh Quân đã nói ở trong cái cuộc phỏng vấn này, nói rất là rõ. Chính phủ này chủ trương không bạo động, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, diệt cộng, bỏ cộng còn diệt. Và cái cuộc phỏng vấn này Pha muốn phát lên cho anh chị em, để anh chị em nghe một lần nữa. Cái clip video này nó đã có hơn nửa triệu người coi rồi, mà nó không phải một clip, mà nó nhiều clip và rải rác khắp ở trên YouTube. Anh chị em đã nhìn thấy một cuộc phỏng vấn chỉ là hẹn lại phỏng vấn mà thôi, không có câu hỏi trước. Và anh chị em thấy là nó có khác biệt với Hồ Chí Minh hồi ngày hôm qua mà Pha đã phát không? Đã được sắp đặt sẵn, đã viết ra giấy nhưng mà vẫn đọc không có chạy. Để xác định một điều là Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Và Tổng thống Đào Minh Quân cũng đã nói. Ở trong cái clip video này, Tổng thống Đào Minh Quân nói rất là rõ là chính phủ này phải triệt tiêu toàn bộ Cộng sản Việt Nam. Nên có chủ trương và đường lối rất là rõ ràng. Không cần phải bạo động, không cần phải khủng bố. Một chính phủ làm cái gì đã có tính toán và sắp đặt 30 năm, không phải như những tổ chức khác. Tại sao mà Cộng sản Việt Nam đã đưa cái tin này ra, nói là chính phủ này, Tổng thống Đào Minh Quân khủng bố? Nhưng mà anh chị em có thấy là Tổng thống Đào Minh Quân có lên live stream, có lên truyền thông nói là chúng tôi không có khủng bố hay không? Chính là cái ông phóng viên phố Bô Sa này tự đi tìm đến Tổng thống Đào Minh Quân mà hỏi, chứ không phải Tổng thống Đào Minh Quân kiếm ông ta. Nhà báo này đó đã quay nhiều lần rồi, chứ không phải là mới lần đầu tiên. Mà anh chị em thấy, anh chị em cũng biết là nhà báo phố Bô Sa này đã về Việt Nam phỏng vấn những đảng viên Cộng sản Việt Nam, chính là Pha đã coi. Thì họ đi qua đi lại rất là dễ dàng. Thì anh chị em thấy, nếu mà nhà báo không thuận theo ý Cộng sản Việt Nam, không có tự do để đi vô trong, đi trở về nước phỏng vấn hết người này đến người kia đâu. Chỉ cần nói sai một chút là họ đã sẽ tống cổ ra khỏi nước Việt Nam liền. Nhưng mà tại sao cái phóng viên này đi ra, đi qua đi lại rất là dễ dàng, quay nhiều lắm, nhiều cảnh lắm. Thì chúng ta cũng biết rõ là Tổng thống Đào Minh Quân không có chủ trương mà biện minh, biện bạch gì cả, không cần. Anh chị em có thấy ở trên các diễn đàn không? Anh chị em chửi biết bao nhiêu. Tổng thống Đào Minh Quân chưa bao giờ lên diễn đàn mà trách móc người dân Việt Nam cả. Vì Tổng thống Đào Minh Quân hiểu được, anh chị em đang sống với chế độ Cộng sản, chưa có biết rõ về Cộng sản nên mới tin Cộng sản. Nên nó Cộng sản nói gì anh chị em cũng tin cả. Thì bây giờ nói Tổng thống Đào Minh Quân khủng bố thì anh chị em nói là ông Đào Minh Quân khủng bố, đúng không? Tại vì anh chị em tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà anh chị em không tin vào cái trí thông minh của mình. Tại vì người ai cũng có trí thông minh cả. Cái trí thông minh là cha mẹ mình đã sanh ra và mình có. Nên mình nghe, mình phải phân tích, mình phải suy nghĩ coi nó đúng hay sai. Còn nếu anh chị em cứ tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, anh chị em tin riết mà bây giờ Cộng sản Việt Nam đã bán nước Việt Nam cho Tàu luôn rồi. Nó dâng hết biển đảo, dâng đồn, tất cả những gì mà của nước Việt Nam hầu như nó đã dâng hết rồi. Vì anh chị em tin đảng đó, nên mới nó mới cố quyền đem đi. Tại vì anh chị em tin vào đảng, cái gì cũng để đảng lo, anh chị em không cần lo. Anh chị em đói, anh chị em nói để có đảng lo, nhưng mà anh chị em thấy đảng lo gì cho anh chị em. Anh chị em tin đảng nên anh chị em thấy họ đem ra cái tin gì anh chị em cũng tin cả. Lâu lâu á, thì anh chị em nghe bắt người này bắt người nọ, trưng cầu dân ý hay vào chính phủ, anh chị em cũng tin. Một cuộc chiến lấy lại cả một đất nước Việt Nam, tức là một cuộc chiến sống còn của dân tộc Việt Nam. Anh chị em nghĩ là một cuộc chiến xảy ra không có người chết chóc hả? Không có người bị bắt hả?
anh chị em là thần thánh hay sao? Anh chị em có thấy bệnh dịch corona này, anh chị em có thấy tiếng súng nào hay không? Mà chết bao nhiêu người trên thế giới rồi. Đó là cuộc chiến sinh học đó. Còn chúng ta là một cuộc chiến tâm trị. Lấy cái lòng đạo đức của con người ra để anh chị em tự chuyển cái tâm của mình để mà cứu lấy đất nước Việt Nam. Không dùng bạo động. Nên anh chị em là người thông minh thì anh chị em hãy tự phân tích. Nếu anh chị em vẫn tin vào đảng thì tới ngày mà anh chị em á, sắp xuống lỗ, anh chị em còn chưa biết là mình đã làm đường lạc lối. Cái clip video này nói rất là rõ ràng. Tổng thống Đào Minh Quân đã phỏng vấn là trả lời rất là rõ ràng. Nếu một người cần phải viết ra những câu hỏi, thí dụ như tổng thống như Hồ Chí Minh, à bữa nay ông hỏi câu gì, ông nói đi đặng tôi chuẩn bị viết ra rõ ràng tôi đọc. Như vậy không phải là một lãnh đạo, một người lãnh đạo có tài. Một người lãnh đạo có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào và bất cứ giờ nào. Anh chị em có thấy tổng thống Trump không? Có cần viết ra giấy không vậy? Ông lên live stream hoài đó, anh chị em có thấy ông có viết ra miếng giấy nào không? Thủ tướng Úc này cũng vậy, khi xuất hiện trước công chúng không bao giờ cầm miếng giấy nào cả. Hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Đó là những người lãnh đạo đất nước có tài và có đức đó. Còn Hồ Chí Minh vì là thổ phỉ, có thể là dốt nát nữa. Đừng có bịa đặt rồi nó 29 thứ tiếng. Tiếng gì cũng biết, nhưng mà tiếng Việt không biết. Mà giỏi nhất là tiếng Tàu. Nên trở lại cái cuộc chiến này nè, anh chị em đã thấy. Cộng sản Việt Nam muốn lái người dân ra, mọi chuyện đem ra. Cái chuyện nhỏ xíu như vậy nè, là họ đã đem ra rùm beng để lấp đi cái sự mà phải nói là bại hoại ở trong đảng Cộng sản Việt Nam. Phải nói là nó thối nát thì phải. Hiện bây giờ nó sắp thối và sắp hư hết rồi. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta cứ tin vào những cái gì mà chúng ta không có thấy. Tại vì nó thối, tới ngày mà nó hư, anh chị em đem dục thì anh chị em mới thấy là anh chị em đã trễ rồi. Nên mọi cái tin tức tung ra đó là để lấp đi cái sự bại hoại của đảng Cộng sản Việt Nam. Còn chính phủ này, dầu anh chị em có nói khủng bố hay gì, không có ăn nhầm gì cả. Anh chị em có thấy cái clip video này hồi năm nào mà hiện bây giờ Tổng thống Đào Minh đã ký luôn hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã làm Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và sắp trở về để lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, thì anh chị em nghĩ là ai chánh và ai tà? Tại sao Cộng sản Việt Nam không, bây giờ Pha nói là Nguyễn Hữu Trọng đi, tại sao không lên diễn đàn nói tổ chức hay là nói chính phủ của ông Đào Minh Quân là khủng bố? Tại sao không lên nói mà lại đặt bịa đặt ra? Anh chị em đã biết Cộng sản Việt Nam nó tàn ác và người dân Việt Nam nung nấu muốn làm cái gì đó để phá nhỡ tất cả những gì mà của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà làm ra cái gì thì họ dập tắt cái nấy. Biết bao nhiêu những người anh chị em yêu nước trẻ muốn đốt, muốn phá những cái gì của Cộng sản Việt Nam, như Lisa Phạm thường hay kêu đốt sạch hóa sạch đó. Nhưng mà chúng ta có đốt được hay không? Có phá sạch hay không? Hay là chưa gì nó bắt vào đồn, nó cắt cổ hết rồi. Nên chính phủ này hiểu rõ về tâm trạng đó, nên không chủ trương bạo động. Và Pha khuyên tất cả anh chị em đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những cái gì mà Cộng sản làm. Cái clip video này để giải thích cho anh chị em giữa hai người. Người nào là gì, người diệt thật? Người nào là chính nghĩa? Người nào là bán nước hại dân? Hồ Chí Minh là người Tàu gài trong đất nước Việt Nam chúng ta. Nó muốn lấy nước Việt Nam chứ không phải nó bán nước. Bán nước là Nguyễn Phú Trọng kìa. Nói chung là những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam từ ngày vào cướp miền Nam tới giờ họ mới là người bán nước. Còn Hồ Chí Minh đã người Tàu thì nó muốn lấy nước của mình chứ nó không có bán. Đó là Việt Giang. Nên Pháp chiếu cái clip video này để cho anh chị em nhận thức về giữa hai người Hồ Chí Minh và Tổng thống Đào Minh Quân. Ai là người Việt thật sự?
ai là người yêu nước thương dân, ai là người giết hại dân tộc Việt Nam của chúng ta. Một chút nữa Khoa sẽ clip phát cho anh chị em một clip Tết Mậu Thân để cho anh chị em thấy rõ ràng cái bộ mặt của Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ Khoa mời chị Kim, chị Kim bình luận về cái clip video này. Chị Kim. Bây giờ Kim bổ sung thêm một chút. Thì như chị Khoa cũng đã nói nãy giờ, thì chúng ta phân biệt được hai người được phỏng vấn là Hồ Chí Minh được một thông tín viên của Nhật phỏng vấn. Và cái bài phỏng vấn đó đã được sắp đặt từ trước, cho nên là mới có cái câu trả lời mà nằm trong tờ giấy Hồ Chí Minh cầm lên đọc. Chứ nếu mà hỏi bất ngờ thì làm gì có tờ giấy. Cái đó đương nhiên quý vị thấy có phải hay không. Thì thông tấn viên của người Nhật hỏi một câu và Hồ Chí Minh cầm tờ giấy lên đọc. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đọc không chạy. Là người Việt tại sao đọc tiếng Việt không chạy? Một điều nữa, nếu là một người lãnh đạo thì tiếng Việt phải rành. Chứ ai đời đem một cái người dốt lên mà làm lãnh đạo quý vị. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là sự giả dối. Và trả lời theo một cái hướng của đảng Cộng sản, bắt phải trả lời cho đúng. Và bây giờ Kim dẫn chứng xa hơn nữa là chúng ta nhìn vào hiện tại bây giờ Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, tất cả những người lên mà nói chuyện, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, tất cả đều cầm tờ giấy mà cắm cái đầu đọc mà giống không có ngóc đầu lên nổi nữa quý vị. Tại vì hãy ngóc đầu lên là nó chạy mất chữ, cho nên là phải ghi cái đầu xuống mà đọc. Như vậy không phải đọc từ tấm lòng nha quý vị. Tại vì người ta lên mà diễn đàn phát biểu thì quý vị nhìn đi, ở thế giới tự do này không có một vị lãnh đạo nào mà lên cầm tờ giấy mà ghi cái đầu vô mà không có ngóc đầu lên nổi hết trơn. Tại vì sao? Tại vì người ta nói từ tấm lòng người ta, từ con tim người ta phát xuất và từ cái lòng người ta yêu dân yêu nước. Cái đó khác là ở chỗ đó đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta so sánh qua cái cuộc phỏng vấn của phố Bonsa TV, phỏng vấn ngài Tổng thống Đào Minh Quân, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng như Kim nói, ngài Tổng thống trả lời không có một tờ giấy cầm tay. Và ngài nói từ tấm lòng của ngài. Tại vì sao? Sự thật không bao giờ nó thay đổi quý vị. Sự thật là 100 năm trước nó cũng vậy, mà 100 năm sau cũng y vậy thôi. Cho nên sự thật thì không cần phải ghi vào giấy, mà chỉ nói từ tấm lòng mà ra. Nó khác ở Cộng sản ở chỗ đó. Cộng sản là do đảng Cộng sản điều khiển, và cho nên những người theo đảng Cộng sản đều nói theo một chiều hết và nói theo những gì đảng Cộng sản muốn. Cho nên những cái lời phỏng vấn thì được sắp đặt từ trước. Còn cái này á, thì đảng Cộng sản đã giao cho phố Bonsai TV để phỏng vấn ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Nhưng mà khi gặp phỏng vấn là cái gài những cái thế kẹt, gài những cái câu hỏi hóc búa. Nhưng mà tuyệt vời có một điều là ngài trả lời rất là hay luôn quý vị. Rất là tuyệt vời luôn. Như vậy có xứng đáng làm vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam không? Quá xứng đáng phải không quý vị? Tại vì ngài đem cái tấm lòng của ngài để ngài lo cho dân, cho đất nước. Chứ ngài không có theo một ai mà suối bẫy để mà ngài làm theo cái lệnh nào cả. Ngài làm trong cái lệnh của lương tâm của ngài. Ngài làm theo cái lệnh của con tim của ngài. Thương người dân Việt Nam, thương đất nước Việt Nam, cho nên ngài làm. Chứ không phải ngài làm vì một cái vụ lợi nào riêng tư cho ngài. Chúng ta phải thấy được điều đó để chúng ta thấy rằng chúng ta là những người con dân Việt Nam. Thì chúng ta phải đứng bên phía nào? Đứng bên chính nghĩa hay là đứng bên tà gian? Thì khi mà chúng ta theo gian tà thì một ngày nào đó gian tà nó sẽ tiêu diệt chúng ta thôi. Cái chuyện đó là chuyện đơn giản. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn nghe được, còn nhìn được và còn nói được, thì nên nghe những lời hay ý đẹp, nói những lời hay ý đẹp và nhìn những cái điều hay lẽ phải. Chứ đừng có nghe Cộng sản nói mà nói gian, nói dối, nói láo, nói sượt. Chúng ta vẫn nghe như vậy, chúng ta có bộ não hay không? Chúng ta ở trong cái xã hội chủ nghĩa, họ gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng Kim gọi là hoang đường xã hội chủ nghĩa đó. Rất là hoang đường luôn, mà họ làm cho người dân Việt Nam mê mờ theo cái hoang đường đó. Không có thật quý vị, không có thật. Tại vì tất cả sau khi mà Cộng sản đã chiếm miền Bắc và chiếm luôn miền Nam, bây giờ ở ngoài miền Bắc đã gần 100 năm rồi,
trên 70 năm và ở miền Nam 45 năm. Quý vị có thấy được hạnh phúc hay không? Trong khi cái khẩu hiệu của họ là gì? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mà có độc lập không? Không, sắp sửa giao đất nước cho Tàu. Có tự do không? Không. Tại vì người dân đâu có được quyền tự do nói. Hãy mở miệng ra là bị bịt miệng. Và họ đem vào đồn công an thì hồi nãy có nghe Ngài Tổng thống nói đó. Viện kiểm sát nhăn răng đó quý vị. Chứ không phải viện kiểm soát nhân dân. Tại vì đâu có phục vụ cho nhân dân đâu. Đàn áp nhân dân thì có chứ đâu phục vụ nhân dân. Cho nên khi vào cái viện đó đó, kiểm sát là sát là giết đó quý vị. Giết á, giết rồi đi ra là nhăn răng á, chết nhăn răng đó. Thì điển hình chúng ta đã thấy, Ngài nói không có sai, là Nguyễn Hữu Tấn đó, đi vào đồn công an rồi đi ra đấy, đi ra là khiêng đó quý vị. Khiêng ra đó. Và nói là Nguyễn Hữu Tấn tự sát. Bây giờ thử đi, quý vị lấy con dao khứa cổ quý vị một nhát thôi, quý vị có đứng nổi không? Mà đằng này cắt cái cổ người ta muốn lìa luôn, mà nói người ta tự sát. Quý vị thử làm đi. Nhưng mà cái bảo đảm không ai dám làm. Tại vì Kim thấy rằng giao cái đất nước Việt Nam cho Tàu mà không dám nói một lời nào, mà tất cả những người dân ở Việt Nam đều cúi đầu chịu nhục. Trong khi có những người ta muốn nói lên, muốn quay về với chính nghĩa quốc gia thì người ta phải âm thầm lén lút đó quý vị. Quý vị thấy hay không? Trong khi quý vị thì nói những câu hùng hổ dữ lắm, anh hùng lắm, nhưng mà lại lòn cúi Tàu Cộng. Cái đó là nhục lắm quý vị, rất là nhục luôn. Nếu mà chúng ta là anh hùng thì chúng ta phải đứng thẳng người, chứ chúng ta đừng cúi lòn người để mà đội Tàu Cộng lên đầu, mà chúng ta một ngày sẽ mất nước. Trong khi ở Việt Nam bây giờ người dân bị bóp miệng, không được nói, mà quý vị vào đây á thì quý vị chửi rủa sùm luôn. Mà công nhận nha, qua đây thì Kim cũng, nếu Ngài có xem cái video clip này, con xin cảm ơn Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã cho con thấy Cộng sản Việt Nam họ chọn toàn là côn đồ không à. Thì con thấy rõ ràng vậy, đây là sự thật. Toàn là côn đồ lên diễn đàn không. Nhưng ở đây nếu những người này mà còn có lương tâm thì nên quay về với chính nghĩa quốc gia. Còn nếu là người Tàu thì thôi Kim khỏi nói. Tại vì những lời hay ý đẹp nói để giúp mọi người, nhưng mà không chịu nghe, mà lại chửi rủa, mà chửi thậm tệ, mà xài toàn là chữ nho không nữa chứ. Nên hết bộ sinh dục ra luôn. Xài toàn là tiếng Đan Mạch không, là thật sự là Kim không dám nói lại đó. Tại vì nó quá là dơ bẩn. Và con người của chúng ta thì ai cũng muốn ăn ngon và ăn sạch hết, có phải không quý vị? Nhưng mà mở miệng ra là nói toàn đồ dơ không à. Như vậy chúng ta có đồng ý ăn đồ dơ không? Muốn ăn sạch thì phải nói chuyện sạch sẽ, chứ tại sao nói toàn là những cái thứ dơ bẩn hôi thối không vậy? Mà chúng ta có xứng đáng là con người không? Nhưng mà hình như Pha nhớ là anh chị em cũng từ đó mà ra đó. Tất cả người Việt Nam hay là người khắp nơi trên thế giới hình như từ cái chỗ đó mà ra đó, mà đem dùng cái đó đó ra để chửi. Anh chị em có thấy nhục không vậy? Chứ ai cũng từ cái chỗ đó đi ra, chứ không có phải là từ trên trời xuống. Chúng ta nhớ một điều, chúng ta cùng chung một lỗ sanh ra, thì đừng có đem cái đó, ai cũng phải lòn cúi chung từ đó ra. Chúng ta chửi người khác, chúng ta tự chửi mình đó. Bây giờ thì quý vị cũng đã biết rồi. Qua cái clip mà Phố Bonsai TV phỏng vấn Ngài Tổng thống Đào Minh Quân thì chúng ta đã thấy rõ trắng đen, phải không quý vị? Ở đây là sự thật, hoàn toàn sự thật, không nói dối. Chứng minh trước mắt chúng ta và chính lỗ tai của chúng ta đều nghe là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân xứng đáng là một người lãnh đạo đất nước Việt Nam, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì Ngài rất là tài giỏi, Ngài đem cả tấm lòng của Ngài để dâng hiến cho đất nước Việt Nam. Điều đó chúng ta không thể phủ nhận được. Còn một điều nữa nè, có một người ta hỏi nước Việt Nam Cộng Hòa ở đâu, có trên bản đồ không? Thì đây Kim có một cái bản đồ của nước Việt Nam nè quý vị. Đây đây, cái chữ thì rất là rõ nhưng mà nó nhỏ nha quý vị. Đây nè, ở đây á là cái bản đồ này là trước năm 1975.
Và trong này có ghi rõ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa nha quý vị. Đây là cái chữ nó để Kim kéo nó ra cho nó bự chút xíu. Đây, quần đảo Hoàng Sa. Đây, quần đảo Hoàng Sa. Ở dưới nó có cái hai cái ngoặc đơn đó. Ở trong chữ, cái ngoặc đơn đó là Việt Nam Cộng Hòa. Chị Phai thấy không? Ừ. Đó, Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái bản đồ trước năm 1975 nha quý vị. Bản đồ này Kim không có thể tự vẽ ra được nha. Bản đồ này là bản đồ thật sự trước năm 1975. Để cho quý vị thấy, có người hỏi á, Việt Nam Cộng Hòa ở đâu ra, nước Việt Nam Cộng Hòa ở đâu vậy? Đây nè, trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa, đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa nha quý vị. Có ghi trên bản đồ và lịch sử rõ ràng nha. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài Tổng thống Đào Minh Quân là chính danh hợp pháp Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chính danh hợp pháp với quốc tế nha quý vị. Chứ không phải là ở đây nói dốc nha. Nói dốc là chỉ có Cộng sản Việt Nam mà thôi nha. Cộng sản Việt Nam nghe lời Cộng sản Tàu và xúi dục người dân Việt Nam mê mờ, ngu muội để nói theo Cộng sản. Và chính Cộng sản họ lại cười người dân Việt Nam mình tại sao quá ngu để cho họ đàn áp, họ lấy nước mà bây giờ có người cứu mà lại chửi người ta nha. Bây giờ đây còn một cái, đây là đảo Hoàng Sa, bây giờ dưới này là đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa, ở dưới hàng dưới nó có một cái ngoặc đơn là Việt Nam Cộng Hòa. À, đây rõ không? Đây, đó, đưa cho gần. Đó là sự thật nha quý vị. Cái bản đồ này là Pha đã thấy rồi. Có một đồng nhiệm đã lấy được, đã in cái bản đồ này ra thành một cái khung rất là lớn, dài khoảng một thước, tặng cho Tổng thống Đào Minh Quân để tặng, để mà giống như là tặng Tổng thống, tại vì Tổng thống là rất là quý trọng đất nước Việt Nam, nên mong rằng cái bản đồ đó đó để mà lòng biết ơn vị Tổng thống đã muốn lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Đây thì chị Kim đã nói là cái bản đồ này trước năm 1975. Chúng ta sinh sao để muộn đó, thì nên đi tìm hiểu, lên trên mạng Google tìm Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em sẽ thấy rõ ràng. Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bây giờ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Đào Minh Quân. Theo thứ tự rõ ràng. Anh chị em lên tìm đi, trên Google có rất là nhiều. Anh chị em chỉ cần bấm Tổng thống Ngô Đình Diệm là nó ra tất cả. Anh chị em muốn lui về quá khứ hay trở về sau đều có. Còn muốn tìm hiểu Tổng thống Đào Minh Quân lên trên mạng cũng vậy. Anh chị em chỉ cần bấm Tổng thống Đào Minh Quân là có đầy đủ tất cả. Người thật việc thật, không có giả gì cả. Đây nè quý vị, Sài Gòn có chữ Việt Nam Cộng Hòa, đưa gần Sài Gòn. Việt Nam Cộng Hòa, đó, đó là bản đồ của Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Quý vị đừng hỏi Việt Nam Cộng Hòa ở đâu ra, ở trên bản đồ chứ đâu. Đất nước Việt Nam là của Việt Nam Cộng Hòa quý vị. Cộng sản đã vào cướp miền Bắc và cướp luôn miền Nam. Và chính họ cũng đã nói là cướp chính quyền. Cái câu đó là nếu mà quý vị sinh sao để muộn thì hỏi cha mẹ đi. Có phải sau năm 75 thì chính họ nói là cướp chính quyền không? Và dùng bạo lực cách mạng. Dùng bạo lực cách mạng có nghĩa là dùng cây súng như cái dùi cui đó, rồi nhốt vào tù, rồi đánh đập. Đó là lý do tại sao người Việt Nam lại bây giờ quá sợ cho nên im lặng. Và chính vì cái sợ đó mà tương lai sẽ bị mất nước. Tương lai sẽ bị diệt vong. Cho nên Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã có cách để cứu người dân Việt Nam, không phải đổ máu. Và rất là đơn giản luôn, chỉ cần 3 phút trên điện thoại cầm tay. Và thế giới tự do cũng đã vói bàn tay để giúp người dân Việt Nam đó. Cho nên mới đưa cái hệ thống mà Internet vào Việt Nam đó quý vị. Chứ quý vị nghĩ đi, sau năm 1975 lúc mà phong tỏa kinh tế đó, người dân như thế nào? Người dân Việt Nam như thế nào? Người dân Việt Nam nó chỉ ăn bo bo mà thôi, không có cơm mà ăn nữa, đói khổ gần chết luôn. Tại vì sao? Tại lúc đó Mỹ rút ra rồi, đâu có mà cái lương thực của nước tự do vào đâu. Đó là khi mà hòa bình đó quý vị. Hòa bình á
là cộng sản vào để mà chiếm Việt Nam rồi hòa bình. Sao hòa bình thì sao quý vị? Người dân đói khổ. Ủa như vậy lấy nước Việt Nam rồi có cho người dân Việt Nam sung sướng không? Không. Người dân Việt Nam bắt đầu khổ mà một cái điều này mà cái trớ trêu một cái nữa nè. Kim nói á, thì phải nhìn nhận nha, chứ không phải Kim nói dốc. Có phải là sau năm 1975 không? Tất cả mọi thứ trong miền Nam đều chở ra ngoài miền Bắc hết. Có phải hay không? Đó là sự thật. Trong khi miền Nam là vựa lúa mà cuối cùng miền Nam phải ăn bo bo, đói là tại sao? Cộng sản ngoài miền Bắc vào miền Nam chở hết tất cả những cái gì trù phú của miền Nam đem ra ngoài miền Bắc. Và miền Nam phải chịu đói khổ. Thế giới tự do thương người dân Việt Nam vì nhờ có ngài Tổng thống Đào Minh Quân tranh đấu cho người dân Việt Nam cho nên mới mở cửa ra và đưa hệ thống văn minh của khoa học kỹ thuật vào cho người dân Việt Nam. Chính nhờ lý do đó cho nên người dân Việt Nam đỡ khổ, người nào đi làm cũng có thể mua được cái điện thoại. Nhưng mà đó là một cái phương cách để cứu người dân Việt Nam bằng cách là cầm cái điện thoại cầm tay lên rồi bấm vào Google rồi bấm bốn chữ trưng cầu dân ý viết tắt .us rồi nhấn tiếp vào cái bốn chữ đó sẽ hiện lên cho chúng ta bốn chữ in trưng cầu dân ý viết tắt. Nhấn tiếp vào bốn chữ in đó sẽ hiện ra cho chúng ta lá phiếu để chúng ta điền vào. Thì rất là đơn giản luôn, chị Pha bấm lên chị Pha. Để Pha bấm. Rất là đơn giản luôn. Thì chúng ta khi mà đi vào cái lá phiếu đó chúng ta điền trưng cầu dân ý .us. Bây giờ chúng ta bắt đầu bấm vào đây. Này đây, anh chị em có thấy cái này là hệ tối tân hiện đại hay không? Anh chị em bấm trưng cầu dân ý viết tắt .us. Rồi anh chị em bấm thêm một cái, nó nhảy lên trang này rõ ràng. Hoa làm rất là nhanh, anh chị em có thấy không? Bấm, chỉ cần bấm như vậy anh chị em thấy là có nước nào có hệ thống trưng cầu dân ý này không vậy? Có nước nào có chưa? Hỏi thật, anh chị em có thấy nước nào mà kêu gọi trưng cầu dân ý hay là bầu cử đi? Đừng, bây giờ mình không nói về trưng cầu dân ý. Bầu cử và trưng cầu dân ý nó giống nhau. Giống nhau ở cái chỗ đó là cái nước, cái chủ quyền của đất nước người ta lấy rồi. Vì tổng thống đó bầu cử, tái bầu cử thì kêu bằng bầu cử. Còn chúng ta, đất nước Việt Nam, chúng ta chưa có lấy lại chủ quyền. Nên trưng cầu dân ý là hỏi ý kiến của người dân có muốn giải thể cộng sản hay không. Đó là kêu bằng trưng cầu dân ý. Thì anh chị em có thấy cái nước nào có cái hệ thống trưng cầu dân ý không? Đây, điền tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và lấy cái mã số căn cước để trở thành công dân để tham Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ hồi nãy á, chị Kim đã nói là khi miền Nam bị cướp đó thì cộng sản Việt Nam chở tất cả đồ đạc về ra miền Nam, ra miền Bắc. Thì bây giờ cái hệ thống trưng cầu dân ý này là cứu anh chị em đó. Nếu anh chị em không muốn chết vào tay của tàu cộng thì anh chị em trưng cầu dân ý để lấy cái mã số căn cước để tham Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh chị em còn có nhiều hơn trước năm 1975. Chắc chắn là như vậy. Kho dầu khí ở Biển Đông trước năm 1975 nó còn non. Bây giờ 50 năm sau nó đã đủ để mà khai thác. Lấy cái kho, cái trữ lượng dầu khí ở đó gấp 72 lần của Kuwait. Đó là nguyên nhân Cộng sản Tàu muốn lấy cái Biển Đông. 50 năm về trước Mỹ đã thăm dò, nó rất là nhỏ, rất là non, dầu nó còn non. Và 50 năm sau đã đủ, bây giờ đã đến lúc Mỹ và chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời để tam Việt Nam Cộng Hòa phải lai ra tay để lấy lại cái kho dầu khí khổng lồ đó để cho người dân Việt Nam có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, sẽ giàu có hơn trước năm 1975. Thì bây giờ bắt đầu Pha nói là tiếp chị Kim hồi nãy. Ở ngoài miền Bắc thời đó đó có những cái câu chuyện mà cười lắm. Thì để Pha sẽ kể cho anh chị em nghe. Pha qua bên Úc này có anh kia, anh ở miền Nam. Nhà của anh buôn bán là nhà lầu. Thì anh cũng có những anh chị em mà bị ở ngoài miền Bắc, tại giống như là di tản 54 đó. Thì mấy vào thăm cái người Sài Gòn, anh ở Sài Gòn.
cái ảnh nào là mua gạo nè, mua cơm, nói chung là mấy cái đồ mà ở ngoài miền Bắc á, rồi đem chén vào nè, đem mấy cái đồ dụng cụ vô á, nói mang linh kiện vô, thì cái em ở trong này mấy nói anh mang cái gì vậy, rồi tao mang cái này vô cho mày nè, tao nghe nói ở Sài Gòn á không có gì ăn, nghèo lắm, nên tao đem vô tao cho. Cái khi mà bước vô á, thấy người ta ở nhà lầu, nói thấy tôi ở nhà lầu đó, trời vậy sao tao nghe nói không, miền Nam nghèo lắm sao mày ở nhà đẹp quá vậy, là nhà lầu đó. Đó là một câu chuyện có thật, anh chị em thấy không? Đây rồi một câu chuyện nữa, nói về Cộng sản Việt Nam nó quê mùa và nó dốt nát lắm. Đây là câu chuyện của ba của mình kể, và ba mình nó là tiếu dữ lắm. Cũng nói vậy nè, Cộng sản Việt Nam vô cúp miền Nam, cái bây giờ nãy giờ anh chị em nói tục phải không, bộ sinh dục, bây giờ Pha nói cho anh chị em nghe này. Rồi ba mình kể, vô đây cái đi vô đám cỏ, đám rau á, đám rau thơm á, người ta tè trong đó ra, không có gì chùi á, bước rau lên. Xong bước rau lên chùi, cái mà bước lên thì thấy nó thơm. Cái mà nói rau miền Nam sao mà thơm thế, cỏ miền Nam sao mà thơm thế. Vô cái đám rau của người ta tè xong ở trong đó rồi không có đồ chùi nên bước rau lên, mà bước lên thì nó thơm. Ôi, ôi cỏ miền Nam sao mà thơm thế. Mà mình nói một câu chuyện đấy, cười vô cái đám rau tao mà nói đám cỏ mà không biết phân biệt được cỏ và rau. Xong rồi cái con câu chuyện này nữa là con này vui lắm nè, cái chị biết nước rồng không, thường là hai mấy cái cây mắm thì giăng cái võng nước rồng, giăng cái võng thì nước đó rồng thì giăng được. Xong cái giăng đó ngủ tại chiếc ghe chiếc xuồng đó, ngủ không đêm sáng cái nước nó lên, nước nó lên cao lắm, cái võng nó nằm tốt trên nước nó này, cái mà nó nói là cây miền Nam sao mà mau lớn thế. Chỉ có mơ đêm sáng mà nó lên cao dữ vậy. Thì cái câu chuyện mà ngày xưa ba mình biết rất là nhiều câu chuyện, nếu mà nói về trạng trình hậu nhân biết rất là nhiều, nói về cây miền Nam sao mà mau lớn thế. Anh chị em thấy những cái câu chuyện đó là tả là người Cộng sản Việt Nam ở ngoài miền Bắc không biết cái gì của miền Nam cả. Những cái câu chuyện đơn giản để chúng ta thấy là rõ ràng khi mà Cộng sản Việt Nam vào cuối miền Nam, thấy cái quạt máy cũng không biết xài, thấy cái tủ lạnh cũng không biết xài. Mà hồi thời đó đó là Sài Gòn có tủ lạnh nè, có quạt máy nè, hầu như đầy đủ như các nước trên thế giới này. Pha qua bên Úc này ba mươi mấy năm về trước đó, pha coi lại cái lịch sử của nước Úc này nè, thời đó nó vẫn quê mùa lắm. Nó cũng có nhưng nó có rất là ít. Nó gần như thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 nó ngang hàng với nước Úc này luôn á. Nó có những thứ mà nước Úc này vẫn có. Thì mình coi lại mình nói, wow, vậy thì thời đó đó Việt Nam Cộng Hòa, tại vì mình lúc đó đó mình cũng chưa có, mình còn trẻ nhỏ mà mình cũng đâu có biết gì đâu. Thì mình so sánh lại giữa nước Úc vào thời thập niên 60 đó cho tới ở Việt Nam trước năm 1975 cũng là thập niên 60, mình so sánh lại thì ra nước Úc này thời đó nó cũng quê, nó cũng không có đầy đủ phương tiện, đời sống cũng nó giới hạn thôi. Nên mình thấy trước năm 1975 thì ra Việt Nam Cộng Hòa nó giàu có như vậy, nếu mà không bị Cộng sản cướp thì nước Việt Nam bây giờ rất là giàu, phải nói là ngang hàng với Nhật, Hàn Quốc. Ngày xưa đó Singapore đã là rất là hâm mộ cái hòn ngọc Biển Đông Sài Gòn, nhưng mà giờ anh chị em thấy Singapore sao, có phải ở trên trời không vậy, còn nước Việt Nam ở dưới đất không vậy, anh chị em có thấy nhục không vậy. Nãy giờ kể những câu chuyện quê ở ngoài miền Bắc cho anh chị em biết là ở ngoài miền Bắc rao truyền những thứ mà không có sự thật. Rõ ràng là người miền Nam rất là giàu có, chạy xe du lịch, có thể chế xe du lịch, người ta có thể mặc đầm mặc riếp, người ta có những bản nhà rất là ý nghĩa và hữu tình,
Nếu thời chiến thì người ta sáng tác thời lính, còn về thịnh vượng hay là nhạc rock, nhạc nhảy gì cũng hoàn toàn nó rất là hay, là nói lên cái sự giàu có của một nước Việt Nam thời đó. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền là sai cái sự thật như vậy. Rõ ràng người ta ở nhà lầu mà nói người ta trong này đói, người ta xài những thứ như các nước tự do thì nói là ở trong này không có gì trơn á, nên mới vô giải phóng miền Nam để cứu dân tộc Việt Nam. Anh chị em thấy bây giờ anh chị em nghĩ như thế nào? Những người sanh sau năm 1975 á, nên tỉnh thức đi, đi lên mạng tìm Việt Nam Cộng Hòa hay là tìm Tổng thống Ngô Đình Diệm trước năm 1975, anh chị em sẽ có đầy đủ tài liệu. Dầu cho Cộng sản nó có sửa đổi gì đi nữa, chúng ta vẫn tìm ra cái nguyên cái tập tài liệu mà về Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Rõ ràng là một sự dối trá và lừa gạt người dân. Luôn cả Hồ Chí Minh cũng đem gạt người dân, nói là cha già dân tộc, mà chúng ta không hiểu, không tỉnh. Chúng tôi lên đây là muốn đem cái nền Việt Nam Cộng Hòa trở lại trên quê hương Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, cho người Việt Nam làm chủ, để nước Việt Nam chúng ta có thể sánh ngang hàng với thế giới. Còn nếu không, nước Việt Nam chúng ta bị lọt vào tay Tàu Cộng, mất cả Hoàng Sa, Trường Sa, nhất là mất đi kho dầu khí Biển Đông gấp 72 lần của Kuwait, thì anh chị em thấy là chúng ta đã mất tất cả, không còn gì, mà cả cái mạng sống của anh chị em ở trong nước cũng chưa chắc là bảo vệ được. Tàu Cộng khi lấy Việt Nam, nó sẽ diệt chủng hết người Việt Nam. Như vậy thì người Việt Nam không có cơ hội để trả thù hay lấy lại nước Việt Nam của mình. Nó sẽ diệt hết để phi tan. Thì tới chừng còn sót lại những cháu chích nhỏ xíu, chúng ta hỏi không biết về nước Việt Nam. Anh chị em có phải biết là nước Tàu hiện bây giờ có nước Việt Nam chúng ta ở bên đó không vậy? Anh chị em nên nhớ là lấy lại đất tổ, mà đất tổ của nước Việt Nam là qua tới nước Tàu. Tổng thống Đào Minh Quân thưa Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim, nếu không giao, không trả tiền nổi lấy đất của Tàu, mà đất đó là đất của nước Việt Nam, nước Đại Việt chứ không phải là của Tàu đó, thì bây giờ Tàu á, nó đã xâm chiếm từ quận từ nước rồi, bắt đầu lấn đấn rồi, bây giờ nó là của Tàu, nhưng mà thật sự là của nước Việt Nam. Anh chị em có biết cái trống đồng nó nằm ở đâu không vậy? Đó là cổ đại nhất đó, nó nằm tốt ở bên Tàu khi người ta khai khám phá ra. Vậy là nước Việt Nam chúng ta nằm phải nói gần nửa nước Tàu luôn. Hiện bây giờ nó vẫn lặp lại thời xưa muốn nuốt luôn nước Việt Nam, nhập vào đó thì nói là nước Tàu chứ không còn nước Việt Nam. Nhưng mà nó không may rồi, nước Việt Nam là địa linh nhân kiệt, khi không còn con đường nào khác, nước Việt Nam sẽ sản sinh anh rể, tức là Tổng thống Đào Minh Quân đó. Nên Pha nói gặp xui là như vậy. Xui ở cái chỗ là Tổng thống Đào Minh Quân là được huấn luyện đặc biệt để trị cộng sản, tức là Black Tiger, đi không tiếng về không lời. Anh chị em nghĩ sao nếu mà Tổng thống Đào Minh Quân muốn tìm những tên đầu sỏ Việt Nam, dễ không vậy? Muốn thủ tiêu dễ không vậy? Nhưng mà Tổng thống Đào Minh Quân không có làm như vậy. Vì một chính phủ đường đường chánh chánh, lấy đức phục người, thì không bao giờ muốn giết người, chứ đừng có nói là khủng bố. Những người mà đi không tiếng về không lời, họ đi anh chị em không biết, họ về anh chị em cũng không biết. Tôi nói thiệt với anh chị em, đi bộ với Tổng thống anh chị em cũng không đi lại, chứ đừng có nói là đó là trước mắt anh chị em. Vì cái người được huấn luyện rất là nhanh nhẹn, có thể không có vũ khí vẫn có thể đỡ được, tức là mắt hay những cái hành động rất là nhanh. Nên á, Cộng sản Việt Nam gặp xui là như vậy đó. Xui là một người muốn lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam mà được huấn luyện đặc biệt, đi không tiếng về không lời. Nên hồi nãy anh chị em đã nghe cuộc phỏng vấn rồi, nếu Tổng thống muốn tìm, tìm những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, chứ không cần phải đánh phá, không cần hại người dân Việt Nam. Kiếm thẳng những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, tính sổ với họ.
nhưng mà chưa có tới lúc. Đến lúc thì anh chị em sẽ biết. Hồi nãy anh chị em đã nghe rồi, ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô. Cái ngày đó rất là nhanh và Cộng sản Việt Nam chạy rất là nhanh và chạy ra rất là nhiều. Thì anh chị em hãy chờ ngày đó mới biết được những gì mà chính phủ này làm có đúng hay là không. Chúng ta nên tỉnh thức để cứu lấy mình, cứu lấy người. Tỉnh thức để trở lại nguồn cội, người Việt Nam chân chính. Với tổ tiên ông bà của chúng ta, để bảo vệ cái sơn hà xã tắc mà ông cha của chúng ta đã gây dựng, để cho chúng ta có một mảnh đất mà nước Việt Nam là cái nôi văn minh của nhân loại. Sau này nước Việt Nam sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Tại vì Cộng sản Việt Nam không có biết được những bí mật của đất nước Việt Nam, nhưng mà Tổng thống Đào Minh Quân biết. Tổng thống Đào Minh Quân là một người rất là đặc biệt, có cái sứ mệnh là xuống đây để cứu đất nước Việt Nam, để đưa đất nước Việt Nam trở lại thời Thượng Quân Thánh Đức, là một thời đạo đức, đầy đạo đức, đầy tình thương. Nên quyết khám phá cái nôi văn minh của nhân loại ở đất nước Việt Nam. Và chữ Việt Nam hiện nay, thế giới đang nghiên cứu nước Việt Nam, chữ của nước Việt Nam sẽ đưa vào làm cái chữ của quốc tế luôn. Và tại sao nước Việt Nam lại có những người tài giỏi giống như là Đức, Thánh Dương, Trần Hưng Đạo chẳng hạn, những người mà đi vào lịch sử mà tới thời nay cũng chưa có người nào tài giỏi. Nhưng mà nước Việt Nam đã có, đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Chắc chắn Tổng thống sẽ mở trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam lên sánh ngang hàng với thế giới, lấy lại kho dầu khí khổng lồ bên thềm lục địa Việt Nam, tức là Hoàng Sa, Trường Sa, ở Biển Đông, để mà cho người dân Việt Nam có một cuộc sống ấm no đầy đủ, hạnh phúc. Thì nước Việt Nam của chúng ta giàu có mấy hồi. Tại vì tài nguyên đất nước Việt Nam, những kho tàng vô giá, có người không có biết, nhưng mà Tổng thống Đào Minh Quân biết, đó là tài sản của người dân Việt Nam. Vậy thì anh chị em nghĩ sao? Tổng thống Đào Minh Quân có phải là mang cái sứ mệnh để đem tất cả những gì tốt đẹp đến cho người dân Việt Nam hay không? Anh chị em có tin hay không? Đó là quyền của anh chị em. Nhưng mà anh chị em tin thì anh chị em là người thông minh đó. Nếu anh chị em không tin, anh chị em vẫn còn tin Cộng sản Việt Nam, thì kể như anh chị em gặp xui rồi. Cái thời Cộng sản Việt Nam đã sắp hết. Đây là hồi chuông cảnh báo. Tại sao Pha và chị Kim lên live stream thường để báo cho người dân hãy mau tỉnh thức. Đây là hồi chuông báo hiệu, một khúc quanh của lịch sử. Anh chị em biết để anh chị em chuẩn bị tinh thần. Anh chị em biết để biết đất nước Việt Nam sẽ thay đổi, và đất nước Việt Nam tương lai là như thế nào. Là một nước Việt Nam sẽ nổi tiếng trên thế giới. Nên có cái câu là 18 nước sẽ khôi phục. Phải cho nói là 10, ở trong sấm nó có viết đó, 18 nước sẽ quy phục Việt. Tất cả các nước trên thế giới sẽ về phu quy phục đất nước Việt Nam. Mà nó muốn như vậy thì phải có một người lãnh đạo tài giỏi, thông minh, sức chúng mới có thể làm được. Còn để những người ngu dốt như Cộng sản Việt Nam thì vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ đưa đất nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới, mà đưa nước Việt Nam xuống dưới cái địa ngục của trần gian. Mà cái đó là phải hỏi người dân Việt Nam muốn chừng nào đưa nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới. Anh chị em hãy tự hỏi mình. Lá phiếu trưng cầu dân ý đang chờ anh chị em nói lên tiếng nói của mình là muốn đưa nước Việt Nam tiến lên ngang hàng với thế giới bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Chỉ cần toàn dân đồng lòng, mỗi người một lá phiếu, một tiếng nói để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Chúng ta sẽ đưa nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới.
cái kho dầu khí ở Biển Đông anh chị em có tính ra là bao nhiêu tiền một người một năm hay không? Anh chị em hãy coi Kuwait đó, gấp 72 lần Kuwait, mà dân Kuwait có giàu không vậy? Rất là giàu. Nước Việt Nam phải tin chắc rằng nước Việt Nam sẽ giàu hơn nước Úc này nữa. Chắc chắn là như vậy. Tại vì Pha biết được những gì mà chính phủ này có và những gì chính phủ này đang làm. Nên Pha mới có lòng tin mạnh mẽ lên đây nói chuyện cùng anh chị em. Và càng lúc chính phủ này càng tỏ sáng cho nó không có mờ đi. Anh chị em thấy làm sao mờ? Nếu không có cái trận dịch này thì anh chị em sẽ thấy nước Việt Nam lấy lại rất nhanh. Nhưng mà bệnh dịch này có lợi nhưng mà có hại. Có lợi để giúp cho chúng ta sáng mắt được là mạng sống của chúng ta nó như chỉ mành tre chu, có thể chớp mắt là chúng ta sẽ bị chết. Có hại là chúng ta thấy những thị trường chứng khoán, chúng ta thấy nền kinh tế thế giới bị suy sụp, người dân không có việc làm, ở trong nhà không được đi đâu cả. Anh chị em có biết là ở xứ tự do họ tôn trọng người khác, họ lo cho người dân, họ muốn không muốn cho người dân bị bệnh, nên tất cả đều ở nhà mà được lãnh tiền. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam nghe nói là có ra cũng nhiều tiền lắm, nhưng mà chỉ nói thôi, chưa có ai thấy đồng nào. Đợi hết dịch rồi, nói là tới đây hết dịch rồi không cần phát nữa, thì cái đó là anh chị em hãy chờ coi anh chị em có lãnh được tiền không ha. Chứ ở Úc này á thì người ta đã phát rồi, phát từ 31 tháng 3. Còn ở bên Mỹ có nhiều người đã nói cũng lãnh rồi đó. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì nói, nên hồi sáng phải thấy có cái clip á là mời anh chị em chung vô cái TV để lấy tiền. Tại vì lên cái TV nhưng mà không có thấy tiền nên phải chung vô cái TV lấy tiền. Thì anh chị em biết là chung TV đâu có được, thật ra đâu có lấy được tiền. Và hiện nay Tàu Cộng đã ép Cộng sản Việt Nam phải rút về hết, không giao cái Hoàng Sa Trường Sa đó cho họ. Anh chị em đã thấy tin tức ngày 20 tháng 4 rồi chứ. Cộng sản Tàu hiện bây giờ đang cuồng đó, nó có thể hành động bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh chị em yên tâm đi, tất cả những chiến hạm của đồng minh ở Biển Đông đang chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Tàu Cộng nhúc nhích nó không có đỡ nổi đâu. Tại sao tất cả chiến hạm đồng minh đang ở Biển Đông? Là họ đến đó để bảo vệ đất nước Việt Nam, bảo vệ cái đường hàng hải, bảo vệ kho dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, không cho Cộng sản Tàu lộng hành. Đó là một điều may mắn cho đất nước Việt Nam của chúng ta, là chúng ta có một vị tổng thống biết tính tất cả đường xa đường gần, bao vây tất cả những gì Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam đã làm, cắt đi hết tất cả các mạch mà không cho Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam có thể thoát được. Đó là cái lưới đã giăng ra nên không có thoát được, nhỏ lớn gì cũng không có thoát được đâu. Nếu họ không quay về với chính nghĩa quốc gia thì họ tự lãnh đủ mà thôi. Chúng tôi nhất định phải lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Còn cái giá phải trả nhiều hay ít là do tất cả người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Cái giá anh chị em trả ít nhất là anh chị em phải trở về với nguồn cội, với dân tộc Việt Nam, là người Việt Nam chân chính, qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Hồi nãy anh chị em đã nghe Tổng thống Đào Minh Quân nói rồi, muốn khẳng định lập trường giữa người Việt quốc gia và Cộng sản Việt Nam là phải đạp mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý. Cái đó là nói lên tôi là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, không làm thì là Cộng sản Việt Nam, đi theo Cộng sản Việt Nam, rất là rõ ràng. Còn hồi nãy anh chị em đã nghe rồi, Phố Vô Sa có nói rằng á, thì người ta nói là trải cái lá cờ ở dưới, trải hình Hồ Chí Minh rồi bước vô nhà, bước vô đạp, nhưng mà không có đúng như vậy. Chỉ cần miếng giấy anh chị em viết tên tuổi địa chỉ, gạch mặt Hồ Chí Minh, trên hai cái mặt của Hồ Chí Minh là anh chị em đã gạch mặt Hồ Chí Minh. Thời buổi văn minh hiện đại rồi nên á, đừng có nghe những gì người ta nói. Tôi là người đã qua bên tụ nghĩa đường để dự 6 lần đại hội,
tôi mới biết rõ Cộng sản Việt Nam tuyên truyền là dối trá. Có một người Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin không có nói tên, tôi nghe cái clip này tôi thấy nhục, nói là Tổng thống Đặng Minh Quân trải Hồ Chí Minh xuống rồi đạp lên mới được vô. Làm như vậy là không có đúng. Mà rõ ràng không có chuyện đó, chỉ cần một miếng giấy mà thôi, chứ không phải là đạp ở dưới. Nên nói chúng ta nghe thì đừng chúng ta để đi tìm hiểu. Tôi là người đã qua tụ nghĩa đường 6 lần, Hồ Chí Minh tôi đạp nhiều lần lắm rồi. Tôi chỉ ký tên đạp và thôi, chứ không phải để dưới đất đạp. Rồi ông ta nói như vậy đó, ông ta bị Cộng sản Việt Nam cho đi về Việt Nam, ra ngoài đảo Hoàng Sa Trường Sa, đi vô những khách sạn, những cô gái đẹp phục vụ rất là ân cần, trở về bên Mỹ. Nói thôi, hãy bỏ qua cha đi, chúng ta là người Việt, chúng ta là anh em. Tổng thống Đào Quân Quân làm như vậy là làm không có đúng. Bây giờ sao cũng người Việt nên phải bỏ qua, không có nên giải thể Cộng sản Việt Nam. Chính tôi đã nghe mà tôi thấy mắc nhục. Tại đi về bển Cộng sản nó cho ăn mập luôn, nó đem mấy cô gái ra hầu hạ nhiệt tình, nó đưa ra mấy cái đảo đi hưởng thụ, trở về đây là trở mặt ngay lập tức. Nên tôi là người trẻ hơn cái người đó, nhưng mà tôi thấy nhục. Nhục là chỉ cần cho được miếng ăn, cho gái đẹp thì quên đi đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Nhưng chúng tôi thì không có quên. Chúng tôi phải nhổ sạch cỏ Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Tin hay không là quyền của anh chị em, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Anh chị em không trưng cầu dân ý thì anh chị em không hưởng được quyền lợi của trong Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà thôi, vậy anh chị em là người của Cộng sản thì nếu mà muốn tiếp tục thì cứ chạy qua Tàu. Tại vì nước Tàu á là còn thể, nếu mà còn Cộng sản, nếu trận này chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, nếu còn Tàu Cộng thì anh chị em qua bển, còn nếu mà đánh sập luôn Tàu thì chúng ta không còn. Vậy anh chị em đang đứng ở đâu? Anh chị em đang đứng ở ngã ba đường hả? Anh chị em không theo Tàu, không theo Việt Nam Cộng Hòa, vậy anh chị em theo ai? Hay là trở về hang Bắc Bó? Hang Bắc Bó là Cộng sản Việt Nam nó tự hang ra đó, anh chị em muốn trở về đó hay không? Hay trở về đó tu cũng được á. Lên núi tu không nổi đâu, tại vì cái hang nó nhỏ quá, giờ chưa không lọt nữa. Bây giờ quá nhiều rồi, chưa không có lọt quá, ăn nhiều quá đó. Thì bây giờ chị Kim có nói gì không chị Kim? Rồi Pha sẽ cho anh chị em nghe cái clip mà hồi nãy chị Kim đã nói. Anh chị cái trưng cầu ý hướng dẫn cho xong cái đi rồi. Bây giờ trưng cầu dân ý đó rất là đơn giản. Ở trên này tên họ, tên lót, tên chánh, ngày tháng năm sanh anh chị em, ngày tháng năm sanh anh chị em viết là nếu anh chị em sanh ngày 7 thì anh viết 07, anh chị em sanh ngày tháng năm thì viết 05. Năm 1930 gì đó anh chị em cứ viết là đúng như vậy thì nó sẽ là sẽ gửi, nó sẽ đi. Địa chỉ là phà ấp, xã, phường, số, rồi thành phố, tỉnh, rồi quốc gia. Nếu mà quốc gia Việt Nam đó thì cái số nó sẽ nằm là VN, cái số trưng cầu dân ý. Còn nếu ở Úc này thì AU, còn nếu ở Mỹ là US, ở Âu Châu là EU. Thấy cái máy này nó thông minh, anh chị em chỉ cần bấm địa chỉ ở nước nào nó sẽ nhảy cho anh chị em cái số đầu của cái nước đó. Tức là nước Úc này là Australia, nó viết tắt là AU. Rồi nếu anh chị em muốn để tên của Facebook thì anh chị em để, muốn để số điện thoại thì anh chị em để. Cái này không bắt buộc. Hay là email, anh chị em thích để thì để, còn không có để thì anh chị em phải để đầy đủ địa chỉ, ngày tháng năm sanh. Rồi anh chị em có mã số căn cước, anh chị em muốn điền vào thì anh chị em điền, nhưng không bắt buộc. Ở đây không bắt buộc, tại vì khi mà anh chị em sau này sẽ làm căn cước để Tam Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị em phải trưng ra cái giấy căn cước của anh chị em có, tức là cái bằng chứng và cái hình của anh chị em mới lấy được cái này. Nên á, anh chị em muốn làm, anh chị em hãy làm thật. Anh chị em trưng ra cái số trưng cầu dân ý, máy nó sẽ bấm lên. Mà trong khi á,
cái tên anh chị em không đúng và cái mặt của anh chị em cũng không đúng trong cái căn cước hay là cái bằng lái là anh chị em không có lấy được, kể như là bất hợp pháp thì anh chị em phải làm lại. Và cái số trưng cầu dân ý đó theo thứ tự đó, thí dụ như Khoa nói, thí dụ như bây giờ 3 triệu người đi, 3 triệu lẻ 5 người anh chị em trưng cầu dân ý thì cái số nó sẽ đi liên tiếp như vậy. Nếu anh chị em trưng cầu dân ý trước thì cái số của anh chị em nằm trước, tức là số nhỏ. Anh chị em bầu sau, trưng cầu dân ý sau là cái số của anh chị em nó nằm trước lúc. Khi mà nhìn cái số là biết anh chị em là người yêu nước hay không rồi. Tại sao Khoa nói như vậy? Những người cái số nhỏ nhất là những người thức tỉnh, số nhất là những người yêu nước. Còn những người mà đợi tới người ta làm hết, chính phủ về mới trưng cầu dân ý là những người không có ý thức được. Đợi người ta làm sẵn lên ăn, tức là dọn cơm sẵn mới lên ăn. Nên á, những người số nhỏ là những người có tấm lòng, thức tỉnh sớm, biết yêu quê hương đất nước. Thì vậy thì ở trong cái số trưng cầu dân ý này có đủ loại người hết á. Và cái quốc gia, tức là Việt Nam như nãy Khoa nói đó, rồi người giới thiệu, nếu mà anh chị em tự bấm lên thì không cần. Còn nếu ai mà giới thiệu anh chị em trưng cầu dân ý đó, thì anh chị em điền cái tên người đó vào. Và ở đây có cái câu hỏi là, tôi quyết định ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân để Tam Việt Nam Cộng Hòa để giải thể Cộng sản Việt Nam. Thì ở trong này có cái câu có và cái câu không. Nếu anh chị em đồng ý thì bấm vào cái ô có. Anh chị em không đồng ý thì bấm vào cái ô không. Đây là tự do mà, anh chị em điền vô anh chị em có thể không cần. Anh chị em nói tôi không ủng hộ thì anh chị em bấm không, đúng không? Rõ ràng là cho anh chị em có cơ hội trả lời. Anh chị em ủng hộ bấm có, không ủng hộ bấm không. Nhưng mà anh chị em bấm không là anh chị em không có mã số căn cước. Nói trước là tại vì anh chị em không đồng ý thì anh chị em lấy mã số căn cước làm sao được. Cái đó là sự thật là vậy. Rồi ở đây anh chị em có muốn tham gia chính phủ hay không? Nếu anh chị em muốn thì bấm có, còn nếu không muốn thì bấm không. Nếu anh chị em bấm có đó là anh chị em phải có điền cái số điện thoại và cái email hay là Facebook ở trong cái mẫu đơn này. Tại vì khi mà anh chị em bấm có mà anh chị em không có cho số điện thoại, không có Facebook, không có email thì làm sao chính phủ liên lạc với anh chị em được. Nên anh chị em nếu đã quyết định vào chính phủ, anh chị em phải điền email vào là tiện lợi nhất, hay là số điện thoại. Rồi cái câu cuối cùng là những cái thông tin này đều là sự thật. Nếu anh chị em là thật, anh chị em bấm vào thì anh chị em gửi đi, anh chị em sẽ có cái mã số căn cước để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà phải nhắc lại, anh chị em bấm không thì anh chị em không có mã số. Tại vì anh bấm không là anh chị em không có đồng ý nên không có mã số căn cước. Và nếu vào chính phủ thì nhớ phải điền email và Facebook hay là số điện thoại để cho chính phủ có thể liên lạc với anh chị em khi mà chính phủ trở về bắt đầu mới phỏng vấn là coi anh chị em có trình độ gì, để mà anh chị em có để đảm nhận gì và có cần đi học để bổ túc học nghề nghiệp hay không. Khi mà sau khi chính phủ trở về, tất cả những anh chị em làm cho chính phủ đều phải có qua những khóa huấn luyện, có trình độ cao, có bằng cấp thì anh chị em sẽ giữ được những cái chức vụ quan trọng. Còn không anh chị em vẫn làm được, nhưng anh chị em phải đi học để bổ túc ngành nghề, để làm cho cái đất nước Việt Nam nó phồn thịnh. Chứ anh chị em nếu mà bây giờ anh chị em nghĩ đi, bọn Cộng sản Việt Nam đó toàn là dốt nát, nó đưa nước Việt Nam chúng ta tới đâu rồi? Không có đọc chữ chạy, toàn là học cái lớp 3 trường làng, lớp 4 trường làng, nên bây giờ anh chị em nó bán nước luôn rồi, tại không biết làm gì nên bán nước luôn cho rồi. Đó là cái mà trưng cầu dân ý. Thì nếu anh chị em muốn trở thành người của quốc gia, người Việt chân chính thì anh chị em nên trưng cầu dân ý. Và bây giờ Khoa mời anh chị em xem cái clip Mậu Thân năm 1968 qua lời phỏng vấn của Việt Dũng, trích từ ACA 36. Việt Dũng là một người đấu tranh và Việt Dũng cũng là một người đã đạp mặt Hồ Chí Minh rất là lâu, mấy chục năm rồi đó. Thì bây giờ Khoa mời anh chị em nghe cái cuộc chiến đau thương mà Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận với Việt Nam Cộng Hòa là không có gây chiến tranh vào ngày Tết, nhưng mà họ vẫn nuốt lời.
đúng vào ngày mùng 1 đã bỏ bom, giết biết bao nhiêu người. Bởi vậy á, phải nói rằng đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn gì những gì Cộng sản làm. Họ biết họ nếu mà không chơi lén như vậy đó thì họ sẽ thua. Nên nó là chơi bẩn như vậy đó. Thì bây giờ mời. Vui xuân đến Quảng Châu. Tiếng pháo vang nổ rộn ràng với niềm mơ ước được hưởng 3 ngày Tết, với những giây phút hạnh phúc và bình an. Trước Tết, quân Cộng sản Việt Nam đã tự động đề nghị ngưng bắn 3 ngày. Nhưng thật sự chúng đã âm mưu từ trước để lợi dụng sự kém cảnh giác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mở cuộc tổng tấn công trên hầu hết các thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam. Trong dịp 3 ngày Tết, lại cộng thêm hiệp ước đình chiến, Bộ Tổng Tham mưu đã cho phép 50% quân số được về sum họp với gia đình để được hưởng một mùa xuân hạnh phúc bên người thân. Không ai ngờ rằng Cộng sản Việt Nam có thể lật lọng mở chiến dịch tổng công kích tổng nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Bắt đầu lúc 2 giờ khuya ngày 1 Tết, 15 tiểu đoàn quân Việt Cộng tấn công những vị trí trọng yếu của Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn. Những đơn vị của Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 Việt Cộng sẵn sàng gửi quân tăng viện khi cần. Ngay khi xảy ra trận đánh vào thủ đô, phía miền Nam chỉ có tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 8 nhảy dù, chuẩn bị chuyển quân ra tiếp ứng cho chiến trường Khe Xanh, vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Việt Cộng chiếm Đài Phát Thanh, chuẩn bị sẵn một cuốn băng tuyên bố giải phóng Sài Gòn và nói là đã bắt được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng, ngay trong đêm mùng 2, tiểu đoàn dù đã tái chiếm lại được Đài Phát Thanh ngay lập tức, cũng như giải tỏa cổng số 4 của Bộ Tổng Tham mưu và bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất. Trong lúc đó, Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời đưa quân tăng viện vào Sài Gòn với các lực lượng thủy quân lục chiến, biệt động quân, nhảy dù, cảnh sát quốc gia, phối hợp với quân đội Hoa Kỳ mở cuộc phản công. Những cuộc chạm súng mãnh liệt ở những khu vực như Bạc Quẹo, ngã tư Bảy Hiền, Phú Thọ Hòa, Ba Điểm, Tân Phú, Xóm Mới, Gò Vấp. Giảm pháo kích dữ dội vào các địa điểm đóng quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như mở các cuộc khủng bố nhắm vào dân chúng. Người dân tán loạn tìm đường chạy trốn, tạo nên một cảnh hỗn độn chưa từng có tại Sài Gòn. Xác chết nằm vương vãi khắp nơi, tiếng la tiếng khóc ngập trời. Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị dưới đất, mở các cuộc banh tạc vào địa điểm của địch. Thế nhưng, các cánh và quân đặc công Việt Cộng vẫn còn phân tán và bám sát vào dân chúng, đặc biệt là ở những khu lao động như Bình Đông, Phú Thọ và Gò Vấp. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải gian nan lắm mới diệt được địch và đẩy lui chúng ra khỏi vùng thủ đô. Việt Cộng thiệt hại rất nặng, gần như toàn bộ lực lượng của chúng tại miền Nam đã tiêu tan trong dịp này. Những người dân vô tội chết cũng không ít. Người ta ước lượng có đến 14.000 người đã tử vong trong cuộc tấn công của giặc. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1968, chỉ còn khoảng 100 tên xuất hiện lẻ tẻ trong đô thành Sài Gòn. Ngày 12 tháng 2, các đơn vị biệt động quân tạo thanh ra vùng ven đô ở Phú Lâm và khai tử cuộc tổng công kích Mậu Thân của quân Cộng. Còn tại miền Trung, đúng 3 giờ rưỡi sáng rạng ngày mùng 2 Tết năm Mậu Thân 1968, tiểu đoàn 800, tiểu đoàn 802 và tiểu đoàn 12 đặc công của trung đoàn 6 Cộng sản Bắc Việt khởi đầu cho cuộc tổng tấn công cố đô Huế. Sau đó, hỏa tiễn 122 ly của Việt Cộng dội dồn dập lên khu thành nội, trong khi các tiểu đoàn 800 và 802 cùng tiểu đoàn 12 đặc công Việt Cộng lặng lẽ trườn vào cửa Tây hoàn thành, băng qua con hào rộng, áp sát vào khu vực phòng thủ của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Đêm 31 tháng Giêng năm 1968, thành phố Huế hơn 300 năm, kinh đô của nước Việt hưng thịnh, một lần là Đại Nam, lặng chìm trong bóng tối. 5 ngày sau khi Cộng sản chiếm được Huế, Đài Phát thanh Hà Nội đã loan báo đã bắt giữ một số những kẻ ác ôn và trừng phạt. Nhưng sau khi Huế được chiếm lại, người ta nhận ra
đã có một cuộc thanh trừng có tính toán đã được thực hiện. Bộ đội Cộng sản đã hành quyết 1.892 viên chức hành chính, 38 cảnh sát viên, 70 người mà chúng gọi là cường hào ác bá. Khoảng 2.800 tử thi được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể. Nhiều người bị chôn sống và hành quyết một cách tàn bạo. Quân Cộng sản vào tận từng nhà dân, kêu gọi mọi người ra tập hợp để chúng phân loại thành từng phần. Chúng tịch thu tất cả máy thu thanh để mọi người không còn được biết tin tức chính xác và tuyên truyền là cả nước đã lọt vào tay địch. Những người bị kêu đi trình diện học tập, họ bị buộc phải đào những hố lớn nhỏ mà Việt Cộng bảo là để núp tránh máy bay oanh kích. Nhưng khi đêm xuống, chính những nạn nhân này đã bị đập đầu, bị chặt tay chân, bị bắn hay bị trói thành từng chùm từ 10 đến 15 người, xỏ bằng dây kẽm gai, rồi bị đạp xuống hố, chôn sống. Người ta tìm thấy, rải rác những mộ chôn tập thể ở khắp nơi, ở trường trung học Gia Hội, ở chùa Tăng Quang Tử, hơn 30 mộ chôn tập thể ở Bãi Dâu, 20 mộ chôn ở Lăng Tử Đức. Những người trốn lánh không ra trình diện, bọn chỉ điểm đi lùng sục gắt gao, tìm thấy ở đâu bắn chết ở đó. Việt Cộng cột những nạn nhân thành chùm, ngồi vòng tròn quanh một thùng phi xăng rồi đốt cho chết cháy. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt ngồi vòng tròn trên mấy quả mìn rồi giật cho nổ tan xác. Đồng bào Công giáo ẩn náu trong nhà thờ Phú Cam bị giặc xông vào bắt đi hàng trăm thanh thiếu niên. Người ta ước lượng trong 26 ngày kiểm soát thành phố Huế đã có trên 5.700 người bị giết và mất tích. Hàng ngàn bộ xương ai oán nằm rên rỉ than van dưới những đáy mộ tập thể. Những suối nước mắt của những người còn ở lại thảm khóc chảy thành một đại dương mặn đắng và tiếng kêu gào vang vọng lên tới trời xanh. Những vành khăn tang trắng chụp lên đầu người dân vô tội, trong tiếng khóc than não nùng đến cây cỏ cũng phải gục đầu. Nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu phản công. Lữ đoàn 1 nhảy dù từ An Lỗ hành quân trở về đến An Hòa, rồi rẽ sang làng Đốc Sơn, đã giao tranh ác liệt với quân phục kích Việt Cộng. Quân dù đánh quá dữ, cộng quân buộc phải tháo chạy vào đại nội. Quân dù vào được cửa hậu thành Mang Cá. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 3 bộ binh về đến khu chợ Nam Giao cùng chạm súng nặng với địch. Nhảy dù tăng cường thêm tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 phối hợp với các đơn vị đánh vào thành nội. Đại đội Hắc Báo nhận nhiệm vụ mở đường ra chợ Bảo Vinh để lập đầu cầu tiếp tế đạn dược. Lữ đoàn 1 nhảy dù cố tiến quân giải tỏa khu vực thành nội nhưng địch nhất quyết giữ. Hai bên đã kịch chiến dữ dội và đều thiệt hại nặng nề. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1968, chiến đoàn A thủy quân lục chiến được không vận ra thay thế. Phối hợp với thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tràn lên đánh cận chiến, giành giật từng góc phố, từng căn nhà. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt 23 ngày, thì Liên đoàn 1 Việt Động Quân được lệnh tham chiến với hai tiểu đoàn 21 và tiểu đoàn 39 Mũ Đông. Sáng ngày thứ 23, toàn quân ta tổng phản công. Quân Việt Nam Cộng Hòa biết được tên chỉ huy lực lượng địch trong thành nội đã tử trận và chúng đã cạn kiệt đạn dược và tiếp liệu. Tướng Ngô Quang Trường quyết định mở cuộc đột kích cuối cùng. Rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 1968, những chiến sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh tấn công dữ dội lên các chốt của địch còn cố bám phía nam tường thành. Quân ta tràn ngập các vị trí cuối cùng của cộng quân. Một chiến sĩ đã moi từ trong ngực ra một lá cờ Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ rất lớn. Và trong lúc các đồng đội kéo lá cờ đỏ xuống, lá cờ Tổ quốc được các chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh kéo lên bay phần phật trong gió sớm, trong tiếng reo hò chiến thắng vang dậy của quân ta. Sau 26 ngày đêm chiến đấu gian khổ, sư đoàn 1 bộ binh, thủy quân lục chiến và Biệt Động Quân đã chiếm lại được Huế. Wow,
anh chị em nghe cái clip video này thế nào? Có muốn có một cuộc chiến như vậy nữa hay không? Chết rất là nhiều người. Pha có nói chuyện cùng một anh lính tỷ quân lục chiến đó, là cái ngôi, hai cái ngôi mộ tập thể mà hồi nãy giờ Diệt Dũng đã nói đó, chôn sống gần 4.000 người. Chính là anh đã là người trong nhiều đồng đội đã khai quật lên cái mộ đó. Rõ ràng là giống như Diệt Dũng đã nói, là họ xiềng xích người dân, họ đập đầu, họ chôn sống như vậy đó. Anh chị em nghĩ sao về cái cuộc chiến? Nếu đánh thẳng thì không có thể dụ người dân xuống dưới hố rồi chôn sống như vậy, cũng không cần bắt dân để xổ sâu. Như vậy thì anh chị em thấy cộng sản thế nào? Nếu mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh thẳng không bao giờ thua, anh chị em có thể, anh chị em đã nghe cái hiệp định trên Paris năm 1973. Cái hiệp định đó đó, cộng sản Việt Nam đã, cộng sản đã ký đó, và họ đã đầu hàng họ mới ký đó. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ vẫn đem giấu nhẹm cái vụ đó? Vì tại vì họ đã có kế hoạch 50 năm để trở lại chiến trường Việt Nam, nó họ không cần công bố. Họ để dụ cho cộng sản Việt Nam có một chân tại Liên Hợp Quốc. Vì có một chân ở Liên Hợp Quốc nên chúng ta mới có được trưng cầu dân ý tự do. Cộng sản bắt hay là mời, đó là tại vì họ phạm cái luật. Luật trưng cầu dân ý Cộng sản Việt Nam đã ký ngày 1 tháng 7 2016. Vì nó vào một chân ở Liên Hợp Quốc nên bây giờ là nó đã bị dây kín rồi, nó không còn đường thoát nữa. Nó nghĩ là nó đã được ăn mừng trong chiến thắng hay là ngủ quên trong chiến thắng đó. Nghĩ là không bao giờ Việt Nam Cộng Hòa có thể khôi phục lại. Nhưng mà họ đã lầm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nên cái này cũng là bài học cho tất cả người Việt Nam của chúng ta. Đừng nghĩ là mình trên hết. Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Tức là này, người này giỏi sẽ có người giỏi hơn. Đừng nghĩ mình giỏi, rồi đừng nghĩ là mình có những gì mà mình đang nắm giữ. Nó chắc, nó không có chắc đâu. Không có cái gì tồn tại. Nếu chúng ta không sống đúng với đạo lý làm người thì chúng ta không có tồn tại đâu. Cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả tài sản sẽ bị tịch thâu hết để trả lại cho người dân Việt Nam. Đó là cái giá mà họ phải trả. Họ giết bao nhiêu người, anh chị em nghĩ đi, bao nhiêu cái hồn đã chết oan, bao nhiêu người đã chết oan trên đất nước Việt Nam, bao nhiêu đó họ cũng là đủ xé xác cộng sản Việt Nam rồi. Còn những anh lính Việt Nam Cộng Hòa họ chết, nhưng mà cái tinh thần bất khuất họ vẫn còn. Một ngày nào đó khi mà hồn thiên sông núi réo gọi, trong và ngoài hợp lực, có một vị tổng thống mang sứ mạng để đem hòa bình cho đất nước Việt Nam. Tới chừng đó, những quan hồn réo gọi, những tinh thần bất khuất của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chết, họ sẽ cùng trỗi dậy với hồn thiên sông núi, cùng nhau dẹp sạch cái bọn cộng sản Việt Nam. Tới chừng đó thử coi cộng sản Việt Nam có còn ngủ quên trong chiến thắng nữa hay không. Đó là bài học mà họ phải nhớ ngàn đời. Đất nước Việt Nam là địa linh nhân kiệt, không phải dễ bán mà cũng không phải dễ chiếm đâu. Anh chị em hãy chờ coi, hãy chóng mắt coi, Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Nếu anh chị em còn là người yêu nước thì hãy nhanh trở thành công dân để tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn muốn theo cộng sản Việt Nam thì về hang Bắc Bó hay là qua Tàu, chỉ đường luôn cho anh chị em đi luôn đó. Là chị Kim có phát biểu gì chứ? Thì qua cái video clip vừa rồi, chúng ta thấy là trong cái năm Tết Mậu Thân thì cộng sản sau khi đã ký cái hiệp định ngừng bắn cho tất cả những người lính hai bên đều ăn Tết,
Nhưng mà họ đã âm mưu từ trước rồi quý vị, cho nên đã tấn công vào thành phố Huế. Và Việt Nam Cộng Hòa, những người lính người ta về quê người ta ăn Tết hết, cho nên là họ vào họ giết dân, giết một cách nghĩa là tàn ác, tàn bạo. Thì quý vị nghĩ xem, đây là lệnh của Tàu. Cộng sản Việt Nam làm theo lệnh của Tàu. Và trong cái trận chiến Mậu Thân này, gồm có Tàu ra lệnh cho Cộng sản miền Bắc và Cộng sản miền Nam để tấn công thành phố Huế. Và điển hình là cái đó là âm mưu của Tàu Cộng mà người dân Việt Nam không có ai biết được. Nhưng mà có một người, cô đã làm ở ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa, thì cô đã cho chúng ta biết là sau cái năm 1975, là khi mà sau 30 tháng 4 1975 thì Cộng sản Việt Nam ra lệnh đổi tiền, thì cô đã nhìn thấy những cái đồng tiền đã in trước năm 1968, có nghĩa là năm Mậu Thân là 1968, và cái đồng tiền đó Tàu in năm 1966 và 1967. Cho nên Cộng sản Tàu đã muốn lấy nước Việt Nam từ năm 1968, năm Mậu Thân đó quý vị. Nhưng mà người lính Việt Nam Cộng Hòa rất là anh dũng, anh hùng. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa là đứng hàng thứ 6, là một lực lượng rất là hùng mạnh, đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Nhưng vì lý do về quê ăn Tết mà Cộng sản đã tràn vào để đánh thành phố Huế. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn lấy lại thành phố Huế. Nhưng trước đó thì Cộng sản đã tràn vào giết dân Huế quá nhiều luôn. Và họ rất là tàn ác. Họ mưu mô thâm độc và tàn ác đến nỗi họ không coi mạng người dân ra gì. Tại vì ở đây là Cộng sản Tàu mà, họ đâu có thương dân Việt Nam đâu. Cho nên họ giết một cách tàn bạo, bắt người dân đào hố, và chính những người đào hố đó họ chôn những người đó xuống, chôn sống. Rất nhiều hố chôn tập thể ở tại Huế, tại thành phố Huế. Anh chị em muốn biết thì cứ lên trên YouTube á, tìm Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, hay là Tết Mậu Thân, hay là những cái cuộc chiến mà năm 74, 72. Nói chung là có đầy đủ á. Anh chị em cứ lên trên YouTube đi, tìm đi là sẽ biết rồi, biết Cộng sản Việt Nam thế nào. Còn nếu tìm mà tội ác Cộng sản Việt Nam cũng có luôn. Chính tôi đã thấy những cái clip mà đẩy người xuống nè, người ta, những người mà họ thâu lén được đó, đẩy là xuống dưới là chôn sống người ta luôn. Còn những người lính Việt Nam Cộng Hòa, có những người đã chính mắt nhìn thấy đồng đội của mình mà bị chôn sống luôn đó. Và những người lính Việt Nam Cộng Hòa có nói rằng nếu mà đánh thẳng với Cộng sản thì Cộng sản không bao giờ đánh lại. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam đâu có đánh thẳng, không có thắng, nên mới chơi trò dơ bẩn là chui vào nhà dân để mà Việt Nam Cộng Hòa không có thể giết dân, nên phải rút lui. Dạ chị Kim nói tiếp. Thì trong cái Tết Mậu Thân đó, quý vị có thấy là họ tàn sát người dân Việt Nam không quý vị? Cho nên những người nào mà còn ở tại đất nước Việt Nam, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đi. Nếu một mai mà Tàu vào nữa thì bảo đảm người dân Việt Nam họ sẽ giết sạch đó. Bây giờ họ để cho người dân Việt Nam sống, nhưng mà sống trong cái bình an, nghĩa là hoang tưởng đó, chứ không có phải không, đó không phải là sự thật. Cho nên Cộng sản rất là mưu mô xảo quyệt, họ dùng đủ mọi cách để lừa gạt người dân Việt Nam, và lừa gạt rồi dùng bán súng và dùi cui để đe dọa. Cho nên người dân Việt Nam từ cái sợ không dám làm gì hết, và từ cái sợ lại tin vào những lời tuyên truyền, và cứ cho Hồ Chí Minh là muôn năm, Bác Hồ muôn năm. Nhưng Hồ Chí Minh là người Tàu mà cũng không nhận ra, trong khi người ta nói thật cũng không chịu nghe. Thì như vậy rõ ràng người dân Việt Nam bây giờ đã bị Cộng sản tẩy não quá nhiều, và không có biết đâu là chánh, đâu là tà. Người Cộng sản lúc nào cũng mưu mô xảo quyệt, dùng đủ mọi mánh khóe lừa lọc để gạt người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam nên tỉnh thức,
và nên trưng cầu dân ý để chúng ta tự cứu bản thân của chúng ta. Tại vì đất nước Việt Nam sắp sửa lọt vào tay của Tàu Cộng, cho nên chúng ta phải nhanh tay lên trưng cầu dân ý. Linh trưng cầu dân ý, Kim nhắc lại bốn chữ trưng cầu dân ý viết tắt .us hoặc là trưng cầu dân ý viết tắt .info. Info viết chữ y ngắn NFO. Trưng cầu dân ý .word, chữ word. Trưng cầu dân ý viết tắt .word. Word là WORLD. Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3.com. Đó, bao nhiêu đó thì quý vị cứ vào một trong những link mà Kim mới vừa đọc, nhấn vào đó và chúng ta sẽ thấy hiện lên bốn chữ trưng cầu dân ý viết tắt. Nhấn vào tiếp bốn chữ đó sẽ hiện lên lá phiếu cho chúng ta điền vào. Lá phiếu trưng cầu dân ý chúng ta điền họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Ngày tháng năm sinh thì chúng ta ngày tháng, nếu ai không có ở vùng quê mà ngày xưa không có làm khai sanh thì cái ngày tháng không có thì cứ đề là 16 tháng 2 và năm sinh là năm sinh của chúng ta. Nếu chúng ta có ngày tháng sinh thì chúng ta điền bằng hai chữ số. Thí dụ ngày năm Tây chúng ta ghi là 05. Thí dụ như tháng 8 chúng ta ghi 08. Rồi năm chúng ta ghi bằng bốn chữ số. Sau đó chúng ta điền những cái hàng nào mà có hoa thị đỏ thì phải điền cho đầy đủ. Rồi sau đó trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có đồng ý ủng hộ cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân để đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về giúp cho người dân được tự do no ấm hay không? Thì đồng ý chúng ta nhấn vào chữ có. Câu hỏi thứ hai là chúng ta có muốn tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thì đồng ý chúng ta nhấn vào chữ có. Thì chúng ta phải điền thêm những chi tiết để chính phủ có thể liên lạc với chúng ta sau. Câu hỏi thứ ba là chúng ta có ghi những cái chi tiết của cái hồ sơ của chúng ta ở trong cái lá phiếu đó là sự thật hay không? Thì chúng ta ghi bằng sự thật thì chúng ta nhấn vào chữ có. Thì Kim nhắc nhở là nên ghi vào bằng sự thật, tại vì khi mà sau này chúng ta làm thẻ căn cước mà nó không đúng thì cái thẻ căn cước đó bị trở ngại thì thiệt thòi cho quý vị mà thôi. Sau đó thì chúng ta nhấn gửi đi. Thì khi gửi đi sẽ hiện lên cho chúng ta cái số căn cước ngay lập tức. Thì số căn cước đó sẽ tùy vào đất nước mà chúng ta đang ở. Cho nên là nếu chúng ta ở Việt Nam thì chữ đầu nó là VN. Nếu mà chúng ta ở Mỹ thì chữ đầu nó là US chẳng hạn. Thì khi chúng ta có cái số căn cước đó thì chúng ta ghi lại và cất đó, để một ngày sắp tới thì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về sẽ làm thẻ căn cước cho người dân. Thì cái thẻ căn cước này là thẻ căn cước tín dụng luôn, có thể để tiền vào trong đó, để khi chúng ta đi đâu thì chúng ta trả tiền bằng thẻ, hoặc là chúng ta ra nước ngoài thì cái thẻ đó chúng ta vẫn sử dụng được, và đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa thì nó có giá trị trên thế giới chứ không phải giống như tiền hộ bây giờ thì chỉ xài ở nước Việt Nam mà thôi. Thì cái thẻ căn cước đó còn cho chúng ta dẫn con em chúng ta đến trường để đi học không phải tốn tiền. Và ngay cả bản thân của chúng ta giữ cái thẻ căn cước đó thì khi bệnh vào bệnh viện cũng không phải trả đồng nào. Đó là quyền lợi của người dân Việt Nam. Nếu mà người dân Việt Nam biết được rằng đâu là chánh, đâu là tà thì chúng ta nên nhanh tay trưng cầu dân ý để tự cứu bản thân của chúng ta. Tại vì mật nghị thành đô sắp sửa kết thúc và ngày Cộng sản Tàu sẽ chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta không còn bao lâu nữa. Và hiện tại Tàu Cộng đang vào nước Việt Nam quá nhiều, cho nên chúng ta là người Việt chỉ có trưng cầu dân ý mới phân biệt được người nào Tàu, người nào Việt mà thôi. Và người Việt Nam sẽ được những tiêu chuẩn mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ ưu đãi đến. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta phải nói lên cái lập trường của mình là không muốn sống trong chế độ Cộng sản, không chấp nhận chế độ Cộng sản đàn áp cai trị người dân Việt Nam.
Cho nên chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi Tàu Cộng, đó là trưng cầu dân ý. Thì Tàu Cộng á, và Cộng sản Việt Nam rất là gian manh xảo quyệt. Cho nên á, là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân có cảm tác một cái bài thơ, và Kim sẽ đọc ra đây để cho quý vị thưởng thức những lời thơ của Ngài với tấm lòng của Ngài rất là sống hết lòng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Cho nên là người dân Việt Nam, Kim vẫn thường nói là người dân Việt Nam đang có một cái diễm phúc to lớn, là có một người Việt Nam chính gốc đang cứu chúng ta. Thì bài thơ đó là bài tặng người tri kỷ. Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia. Dân tộc như ruột như rà, chế độ như cởi áo ra là rồi. Chế độ ở đây là chế độ cộng sản đó quý vị, mà người dân Việt Nam chúng ta Nam Trung Bắc đều là cùng một dòng máu Việt mà thôi. Cho nên chỉ có cởi cái áo cộng sản ra thì chúng ta đều là người Việt Nam hết. Cho nên Ngài rất thương yêu người dân Việt Nam, không có kể người Bắc hay người Trung hay người Nam, nhưng người đó phải cởi cái áo cộng sản ra quý vị, tại vì chỉ mang trên mình cái tư tưởng cộng sản và chiếc áo cộng sản. Chỉ cần bỏ tư tưởng cộng sản và cởi cái áo cộng sản ra là chúng ta đều là người Việt, chúng ta là đều là anh em với nhau, cùng chung một nhà, cùng chung một dòng máu Việt quý vị. Cho nên Ngài ghi những cái câu thơ này chúng ta thấy rất là chính xác luôn. Dân tộc như ruột như rà, chế độ như cởi áo ra là rồi. Cộng nô cũng phải tàn đời, gian tham hiểm ác hết thời mà thôi. Quý vị thấy có chính xác không? Cộng nô là gian tham hiểm ác thì sẽ hết thời. Tại vì á, luôn luôn là chánh nghĩa sẽ thắng gian tà. Tại vì gian tà thì không bao giờ tồn tại cả. Bây giờ thì quý vị, thí dụ như quý vị thử đi, một người nói thật với người nói dối đi, nói hồi lòi ra trơn. Người thật nói từ đầu tới đuôi, từ năm này tới những năm kia, sự thật nó vẫn là sự thật. Còn cái người nói gian nói dối, nói tự hồi nó lòi cái đuôi ra hết rồi. Cho nên á, tại quý vị không có chịu nghe, không có chịu hiểu, cho nên quý vị tưởng á, cộng sản nói thật. Nhưng mà quý vị thử lắng lòng lại, lắng lỗ tai để nghe và suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy đâu là thật, đâu là giả. Chứ đừng có ngồi đó mà người cộng sản thì gạt, mà cứ nghe lời cộng sản thì lúc đó là chúng ta không có cái não, không có cái đầu rồi. Nước nhà giàu có mấy hồi, tài nguyên phong phú vung bồi giúp dân. Cái này là cái câu này là hồi nãy chị Pha có dẫn chứng cho quý vị biết đó. Việt Nam có mỏ dầu lớn nhất thế giới đó, thì cái quyền lợi của mỏ dầu đó sẽ dành cho người dân Việt Nam đó quý vị. Còn hiện tại bây giờ á, là cộng sản đang lấy dầu lên để chia chác với nhau đó, chứ người dân Việt Nam không có được hưởng gì. Là tại sao? Tại vì nếu mà người dân Việt Nam được hưởng thì không có cái tình trạng mà những đứa trẻ lang thang ngoài đường đi bán vé số, không có tình trạng là người già cũng lang thang ngoài đường đi bán vé số, không nơi nương tựa, không nhà để ở, thì không có tình trạng đó. Nếu mà cộng sản thương dân Việt Nam, tại vì ở đây là cộng sản Tàu nó muốn cướp nước Việt Nam mà làm sao thương dân Việt Nam được. Và hiện tại có những đứa trẻ Việt Nam bây giờ mặc cái áo tả tơi như là cái mình rách vậy đó. Thành ra là quý vị thấy là chứng tỏ cho chúng ta thấy sự thật nó nằm ở đâu. Hiền nhân sĩ tứ tương lân, giúp cho vận nước canh tân đổi đời. Hiền nhân sĩ tứ tương lân, tất nhiên là tất cả những người Việt Nam nào mà có tấm lòng với đất nước, còn yêu đất nước, còn yêu cái tiếng Việt của người Việt, còn yêu những người có dòng máu Việt, thì chúng ta sẽ gom lại với nhau, đoàn kết lại với nhau để thay đổi cái cuộc đời của chúng ta. Mượn văn ghi chép đôi lời, cảm người tri kỷ một đời tương giao. Nam Quán năm 2007.
quý vị thấy ngài tổng thống Đào Minh Quân rất là tuyệt vời luôn, ngài có đủ tài hết, ngài có nhiều tài lắm quý vị. Chúng ta phải biết trân quý, và chúng ta đang có một người anh hùng, và Kim cũng thường nói là một ngài là một bậc vĩ nhân, ngài là một vị Phật thị hiện xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam phải sáng suốt lên, đừng có nghe Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Đó là lời đi vào lịch sử của ngài Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đó quý vị. Rồi Kim ngừng ở đây. Ở đây có một nãy giờ thì Pha ngồi đây chị Kim nói nên Pha đọc. Có một người nói là hai cái bà này không nghĩ đến, không nghĩ cho con cháu của hai bà nhỉ. Làm thế này là vết nhơ cho con cái và dòng họ. Dòng họ hai bà trong mắt người Việt Nam. Tôi nghe cái câu này tôi rất là thích thú đó. Là tại vì á, tại sao mà tôi thấy thích thú cái câu này? Tôi nói cho anh chị em biết, con của tôi, gia đình con của tôi đó, rất là ủng hộ tôi để làm cái chuyện này. Và con cái của tôi cũng gặp Tổng thống Đào Minh Quân. Có ba đứa đã đi qua tụ nghĩa đường, lên phát biểu đàng hoàng. Và Tổng thống Đào Minh Quân đã qua Úc này vào ngày 13-14 tháng 9 2019. Lại xin lỗi. Tự nhiên nhìn có con nhẹ bay. Gặp Tổng thống Đào Minh Quân ở gia đình của tôi cũng như là ở đại hội. Tất cả con cái của tôi là những người lái xe đi trong cái đoàn xe diễn hành của Tổng thống Đào Minh Quân. Tại vì anh chị em không biết quý những gì mà anh chị em đang có, nhưng chúng tôi biết. Anh chị em nghĩ sao khi Tổng thống Đào Minh Quân trở về lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam của chúng ta? Anh chị em ai có cơ hội để gặp Tổng thống? Vì chúng tôi biết nên chúng tôi trân quý những giây phút đó. Con cái chúng tôi dám nói với anh chị em, đã có tu nhiều kiếp lắm mới được gặp Tổng thống Đào Minh Quân. Để tôi dẫn chứng cho anh chị em nghe. Tôi có hai đứa con trai, từ nhỏ xíu như vậy nè là đã hay cự cãi rồi đó. Chơi chung, thương yêu nhau nhưng mà hay cự cãi, giành đồ chơi. Miễn mà chơi một chút là sẽ cự, là chúng tôi phải bắt bị phạt hoài. Cho tới lớn cũng vậy, miễn lại nói chuyện hồi là hồi giống như là bất đồng ý kiến vậy, giống như là nó có hồi đau hồi nào thì nó vẫn cãi cọ hoài. Nhưng mà anh chị em có tin không, cái này là nói thật, đây là những gì tôi thấy. Khi mà Tổng thống Đào Minh Quân qua ở Úc này chỉ dọn dẹn có vài ngày thôi, con của chúng tôi nãy tôi đã nói đó, là tất cả là những người lái xe trên cái đoàn xe diễn hành của Tổng thống đi hết những khu phố người Việt. Sau đó tổ chức sinh nhật cho Tổng thống. Là anh chị em thấy chỉ có gặp Tổng thống có mấy ngày thôi đó, mà anh chị em có tin là hai đứa con của chúng tôi nó thay đổi không vậy? Nó từ ngày Tổng thống rời khỏi nước Úc này, nó không bao giờ cự lộn, nó không bao giờ bất đồng ý kiến. Khi gặp nhau, nó xúm nhau, nó chơi mà không bao giờ nó cãi lộn, không bao giờ giận nhau. Tôi thấy một điều rất là lạ. Tôi không biết là cái gì để làm cho nó đã thay đổi. Anh chị em có biết là đại hội ở Úc, con trai của tôi đó, thứ tư, thứ ba đó, lên hát một bản ở trên cái đại hội. Con trai của tôi là hai đứa nãy giờ tôi nói cự lộn đó. Một đứa thứ ba lên hát ở trên cái đại hội, ở cái trên sân khấu. Một đứa thứ tư, khi mà con trai thứ ba hát xong, một đứa con thứ tư, tức là hai anh em mà hay kể lộn đó, đem cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lên tặng cho anh của nó, là đã hát xong cái bài hát đó.
anh chị em nghĩ sao? Tại sao con của tôi sinh ra ở nước Úc này, không có sinh ở nước Việt Nam? Chúng tôi không có sinh nước nào ở nước Việt Nam cả. Khi chúng tôi bước vào con đường đấu tranh này, chúng tôi nói rõ là chúng tôi muốn lấy lại chủ quyền nước Việt Nam trước năm 1975. Và tổng thống này sẽ cứu cả 100 triệu đồng bào Việt Nam. Và khi mà tổng thống qua đây, nó nhìn rõ vị tổng thống nhân từ đạo đức. Và nó nhìn thấy tổng thống tôi đã từng khóc, khóc cho đất nước Việt Nam. Tại sao khóc cho đất nước Việt Nam? Mỗi khi chúng tôi kể ra những cái câu chuyện hay là chúc mừng cái gì thì tổng thống, hay là nói những đặt ra đọc những cái bài thơ như chị Kim đã đọc, thì tổng thống tôi có nói rằng nếu không có tất cả quý đồng nghiệp, tổng thống tôi không có vượt qua nổi mấy chục năm đấu tranh dài như vậy. Thì con cái của tôi đó chính mắt đã nhìn thấy một vị tổng thống mà khi nhắc đến dân tộc Việt Nam đã rơi nước mắt. Thì anh chị em nghĩ tổng thống có thương dân Việt Nam hay không? Nên tôi thấy cái câu nói của một bạn ở trên cái live stream này là chúng tôi sẽ làm nhục cho con, là vết nhơ của con cái của tôi. Anh chị em đã làm. Con của chúng tôi rất là vui mừng và rất là danh dự. Con của tôi đã nói với Tổng thống Đào Minh Quân rằng hồi trước mấy năm nay khi mà hỏi mẹ, mẹ không biết làm gì. Nhưng mà bây giờ mẹ biết cái mục tiêu của mẹ làm gì và mẹ tôi rất là vui. Và nói rằng sẽ ủng hộ tôi đi tới cùng. Thì anh chị em nghĩ tại sao các con tôi nói như vậy mà lại tại sao tôi làm cái vết nhơ cho con cáo của tôi? Khi Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam thì ai mới là người gây ra cái vết nhơ? Chính là anh chị em đó. Anh chị em không biết trân quý những gì mà anh chị em sắp có, còn chúng tôi thì biết trân quý. Nên làm sao có vết nhơ? Tôi đã nói rồi, Tổng thống Đào Minh Quân làm gì để hai đứa con tôi từ hai đứa nhỏ cãi lộn từ 7-8 tuổi mà cho tới bây giờ. Khi Tổng thống qua bên đây, nó chỉ gặp vài ngày và nó cũng đi qua bên tổ nghĩa đường cũng gặp Tổng thống vài ngày. Mà tại sao nó đổi đi cái tư tưởng đó? Nó không cãi lộn, nó không có cấu có lẫn nhau mà nó biết yêu thương nhau. Thì cái đó là cái gì? Cái tình thương của Tổng thống Đào Minh Quân đã đến cái căn nhà của tôi, hay là ở đại hội, hay là ở tụ nghĩa đường, đã lan tỏa đến những đứa con của tôi. Nó biết là cái tình thương yêu anh chị em là trân quý, nên nó không cãi lộn nữa. Tại vì nó thấy đi tới đâu Tổng thống cũng khóc và Tổng thống cũng thương người, nói chuyện rất là từ thốn, nhân từ và đạo đức. Và những gì Tổng thống đã làm con tôi đều biết cả. Anh chị em nghĩ sao về một vị Tổng thống như vậy có thể thay đổi được người khác? Tại vì anh chị em chưa gặp Tổng thống Đào Minh Quân nên anh chị em chưa có khâm phục khẩu phục. Tôi nói rồi, con của tôi là đã ba đứa đã đến tụ nghĩa đường. Anh chị em nghĩ sao nó sanh ở đất nước tự do, nó có đầy đủ, nó không cần quan tâm tới đất nước Việt Nam. Việt Nam còn hay mất, đối với nó không có quan trọng. Mà tại sao nó phải ủng hộ tôi để lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam cho người Việt Nam? Như vậy thì anh chị em nghĩ nó học ở đây, nó tốt nghiệp đại học ở đây, nó giao thiệp rất là nhiều người, mà không lẽ nó không biết cái nào là trân quý, không biết cái nào là cần phải làm hay sao? Giới trẻ ở đây rất là thông minh, chỉ cần nói Việt Nam Cộng Hòa, nó sẽ lên trên mạng, nó tìm hiểu, nó biết rất là rõ ràng. Và nó biết rõ Cộng sản là như thế nào. Tại vì cái bằng chứng đó là năm 1989, 89 phải chị Kim, là lúc ngoài thảm sát Thiên Ân Môn. Cái trận thảm sát Thiên Ân Môn đó là đã nổi tiếng thế giới luôn. Những đứa trẻ ở đây nó thấy rất là rõ là cái sự tàn ác của Cộng sản Tàu.
và Cộng sản Việt Nam cũng giống nhau mà thôi. Nó là chung là Cộng sản. Nó thấy rất là rõ ràng. Và nó khi nó vào trường nó học, chính là nó đã kể với tôi là ở trường học đã dạy cái chủ nghĩa Cộng sản là tàn ác, hại người mà thôi, không có đem tự do, hòa bình cho thế giới. Vì nó biết được như vậy, và nó biết đất nước Việt Nam hiện bây giờ là sống với chế độ Cộng sản, và nó biết được đất nước Việt Nam hiện nay có một người đang ra sức để cứu đất nước Việt Nam. Và nó biết tôi là người của chính phủ, là người của Tổng thống Đào Minh Quân, nên nó ủng hộ chúng tôi. Anh chị em nghĩ sao? Nó không thích thì nó làm được hay không? Tại sao khi mà Tổng thống Đào Minh Quân qua đại hội Úc này, mấy đứa con của tôi là đều lái xe trong đoàn xe của Tổng thống đi diễn hành? Nếu nó không thích, anh chị em bắt nó lái được không? Nó làm mà nó còn vui vẻ. Tất cả quý đồng nhiệm tôi không có ngờ là những đứa con tôi đó lại xông xáo vào để ủng hộ chính phủ, còn lên trên đại hội để hát, còn nói là ủng hộ mẹ với ba của tôi. Mẹ của ba nó đi thẳng tiến mà đi tiếp tục, và nó thấy chúng tôi cười vui là nó mừng rồi, nó thấy chúng tôi thích là nó ủng hộ. Anh chị em nghĩ, hai ngày tôi lên live stream một lần, anh chị em có biết cái giờ này là con cái tôi đã đi ngủ để sáng làm không, mà không bao giờ phàn nàn gì cả. Khi tôi nói phát biểu, tôi và chị em phát biểu là nó ôm sòm cả cái nhà, chứ nó không có phải yên. Mà không bao giờ đứa nào có thể phát biểu là nói mẹ là mò gì cả. Chúng tôi chỉ cần nói chúng tôi live stream là tất cả vào phòng rất là im lặng. Thì anh chị em nghĩ sao? Ai làm vết nhơ cho ai? Anh chị em hãy về tự nói lại lương tâm của mình. Những đứa trẻ ở hải ngoại này vẫn còn biết thương cái nguồn cội đất nước Việt Nam. Còn anh chị em ở trong đất nước Việt Nam hoặc ở hải ngoại, anh chị em không biết là anh chị em mới là người làm dơ, làm cái vết nhơ cho dân tộc Việt Nam và cả con cháu anh chị em nữa. Hãy tỉnh thức, đừng để đến khi quá trễ. Chúng tôi vui mừng là con cái chúng tôi tỉnh thức. Chúng tôi vui mừng là con cái chúng tôi gặp được Tổng thống Đào Minh Quân, là một vị Tổng thống sau này rất là khó gặp. Khi Tổng thống trở về đất nước Việt Nam, không có phải ai muốn gặp là gặp đâu. Chúng ta là những người cũng có phước, cũng có tu đó, chúng tôi mới gặp được Tổng thống Đào Minh Quân. Tôi nói cho anh chị em biết như vậy. Anh chị em biết có những gì mà anh chị em cần quý trọng, anh chị em không quý trọng, anh chị em chửi, anh chị em nói này nói nọ. Tôi nhắc lại một lần, anh chị em mấy là người làm vết nhơ cho dân tộc Việt Nam và gia đình anh chị em đó, và con cháu của anh chị em luôn đó. Tại vì anh chị em là người Việt Nam nhưng mà không biết thương yêu người Việt Nam, mất nước, không biết giữ nước, không biết làm việc chính nghĩa, không cứu giúp những người hoạn nạn, không chung tay góp sức để bảo vệ đất nước Việt Nam, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam. Mà Tàu Cộng là kẻ đã muốn cứ nuốt trọn cái đất nước Việt Nam. Anh chị em mới là người làm vết nhơ cho dân tộc Việt Nam và cho con cháu anh chị em đó. Hãy tỉnh thức trước khi quá trễ. Chúng tôi rất là tự hào là được đi theo Tổng thống Đào Minh Quân, và con cái chúng tôi đã hiểu được cái chuyện gì nó cần phải làm và chuyện gì nó không nên làm. Anh chị em nên về dạy cho con cái anh chị em đi. Hãy biết tỉnh thức, hãy trở về với nguồn cội dân tộc Việt Nam. Đừng có sống thờ ơ, đừng có sống vô cảm. Là người Việt Nam mà không biết yêu thương người Việt Nam. Đó là những gì mà tôi giải thích. Tôi thấy cái câu đó rất là thích thú. Là tại vì chúng tôi, con cái chúng tôi ủng hộ mà nó lại vui mừng hân hoan, và bây giờ hai anh em vui sống rất là hòa thuận, thì cái đó có phải là chúng tôi có phước và hai đứa con tôi có phước gặp một vị tổng thống? Từ cái hào quang tình thương đó của tổng thống đã lan tỏa đến những đứa con của chúng tôi, và bây giờ nó rất là ngoan, không có bao giờ có chuyện cãi cọ bất cứ từ nhỏ tới lớn. Anh chị em chưa biết một người tu có khả năng có cái hào quang sáng rực, nếu anh chị em có thể tiếp cận là anh chị em có phước rồi đó. Còn anh chị em không có phước để gặp
là anh chị em chưa có tu nữa, chưa có kiếp trước anh chị em chưa tu đó. Chứ đừng có nói là bây giờ anh chị em chửi. Mà anh, tôi nhắc cho anh chị em nhớ, anh chị em mà nhục mạ mà chửi một người mà có tu đó, nhất là người đang cứu dân tộc Việt Nam, thì anh chị em sẽ mang cái khẩu nghiệp rất là nặng đó. Theo Phật giáo, anh chị em đi tìm hiểu, đi học Phật giáo đi. Giống như thí dụ, cái người đó đang cứu cả thế giới, anh chị em nhục mạ và chửi người đó, giết người đó, là anh chị em ngàn năm anh chị em xuống địa ngục luôn. Đi tìm hiểu Phật giáo đi. Tại vì cái người đó đang mang hòa bình cho thế giới, đang cứu người, mà chúng ta hại, chúng ta chửi, chúng ta giết, là chúng ta đã cản đường một người đi giải cứu cả thế giới này. Anh chị em nghĩ có tội có nặng hay không? Còn giết một người mà hại cả thế giới, anh chị em có phước. Tại vì một người đó có thể hại cả thế giới này chết hết, anh chị em giết người đó, anh chị em có phước. Anh chị em có thấy khác biệt hay không? Giết một người cứu dạng người, còn chửi một người, giết một người cứu dạng người, anh chị em sẽ xuống vĩnh viễn nơi địa ngục, không thể siêu sinh. Anh chị em đi tìm hiểu về Phật giáo đi, anh chị em sẽ biết. Chúng ta đem cái bài toán ra dễ lắm, dễ tính lắm. Tại vì anh chị em đang cản đường một người cứu người, thì anh chị biết, anh chị em biết cái tội nó như thế nào. Hiện bây giờ tổng thống đang cứu nước Việt Nam, ai chống đối, ai đánh phá, là người đó cản đường cứu nước, kéo dài cái sự đau khổ của người dân Việt Nam. Thì anh chị em nghĩ là anh chị em có mang tội hay không? Tội phản quốc. Chào chị Kim, có gì nói? Kim cũng xin tiếp lời với chị Pha. Thì như nãy giờ chị Pha chỉ nói là giống như cái gì hồi nãy nói gì mấy vết nhơ, nói làm vết nhơ cho mấy đứa con. Xin thưa với quý vị, những đứa con của chúng tôi được giáo dục đàng hoàng trong một cái thế giới có nhân bản nhân văn, cho nên nó biết đâu là chánh, đâu là tà, và nó biết được việc làm nào đúng, việc nào sai, quý vị. Chứ không phải giống như Cộng sản Việt Nam chuyên môn nói ngựa. Người ta làm đúng thì Cộng sản nói làm sai. Và chính quý vị cũng đi vào một cái con đường mê lộ mà quý vị không có biết. Nhưng mà Kim ở đây cho quý vị biết là thời gian này là thời gian thanh lọc nha quý vị. Là để cho người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình. Muốn sống trong tự do hay muốn sống trong chế độ Cộng sản. Và thế giới tự do này rất là nhân bản nhân văn, và rất tôn trọng cái quyền của con người, cho nên để thời gian chờ đợi rất là lâu để cho người dân Việt Nam từ từ nghe và hiểu được. Tại vì sao? Tại vì Cộng sản đã nhồi sọ người dân Việt Nam quá lâu rồi. Ở ngoài miền Bắc là trên 70 năm và trong miền Nam đã 45 năm. Cho nên thế giới tự do đang chờ đợi, và chúng tôi là những người đem cái quyền lợi lại cho quý vị bằng cách là nói cho quý vị hiểu là quý vị nên sống ở trong cái chế độ nào thì quý vị sẽ được bảo đảm và gia đình của quý vị sẽ được cơm no áo ấm. Đó là chúng tôi giúp hết lòng. Cho nên con của chúng tôi cũng ủng hộ chúng tôi, và tại vì chúng nó biết việc nào làm đúng, việc nào làm sai, cho nên chúng nó ủng hộ quý vị. Chúng nó được sinh ra ở đất nước tự do, chúng nó được sinh ra ở những nơi nhân bản nhân văn. Nó biết thương yêu con người, nó biết quyền lợi con người là quan trọng. Chứ không phải những người đang sống ở chế độ Cộng sản Việt Nam coi cái mạng người như rơm như rác. Mà ở đây người ta đang cứu những người ở Việt Nam mà Việt Nam thì không hiểu, và cho nên chửi rủa, mắng chửi đủ điều đủ chuyện. Nhưng quý vị ơi, quý vị mới chính là những người đang lãnh những cái hậu quả mà trong tương lai chính quý vị sẽ gặp trực tiếp đó quý vị. Cho nên quý vị phải lắng lòng lại để nghe, để hiểu. Và như chị Pha nãy nói ở trong Phật giáo á, thì cái luật nhân quả nó lúc nào cũng rành rành ra đó, không chạy đằng nào hết nghe quý vị. Tất cả những công việc làm của mình làm, cái thế giới này nó giống như một cái thư viện, một cái thư viện không gian đó quý vị. Những việc làm nào của mình, những lời nói nào của mình mà mình thốt ra hay mình làm đều in sâu vào trong cái thư viện đó,
và đúng một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại mình. Nếu mình làm một điều phước thiện thì cái điều phước thiện đó một ngày nào đó sẽ quay trở lại mình và mình được những cái phước lành mà mình không thể ngờ đến được. Kim nói ở đây đó là sự thật. Và ngay chính quý vị, Kim nghĩ là quý vị hoặc là quý vị đạo Công giáo thì cũng có đến nhà thờ cầu nguyện, hoặc là đạo Phật thì cũng có đến chùa để cầu nguyện. Và Kim cũng biết được là những người cộng sản cũng lén đi chùa nữa quý vị, cũng lén đi chùa, cũng mặc dù cộng sản nó là vô thần, không có tôn giáo, vô gia đình, vô tôn giáo, và cho nên là cấm những người cộng sản tin tưởng vào những đức tin về đạo Phật hay đạo Công giáo. Nhưng mà Kim biết những người theo đạo, những người theo cộng sản vẫn lén đi chùa đó quý vị. Tại vì những người đó là những người Việt Nam, là những người có trái tim, là những người biết yêu thương gia đình mình, cho nên tin vào những đức tin. Và khi mà mình đã tin vào đức tin rồi thì mình sẽ thấy được là có nhân quả quý vị. Và những con người mà bây giờ chúng ta thấy có những người được lành lặn, có những người tật nguyền, đuôi mù, câm điếc, quý vị có muốn làm những người đó hay không? Chắc chắn là không, phải không quý vị? Tại vì đời này quý vị được lành lặn là do những đời trước, kiếp trước quý vị đã làm những điều thiện lành. Nhưng quý vị có tưởng tượng khi mà chúng ta mỗi một người nằm xuống giống nhau, người nào cũng là phải đi qua một lần chết. Không có người nào chết hai lần, người nào cũng phải chết một lần. Và khi chúng ta nằm xuống thì sau đó chúng ta có được tái sinh lại làm người hay không? Hoặc hay là chúng ta tái sinh ra làm thú, hay là chúng ta tái sinh làm người mà người tật nguyền, câm điếc, đuôi bù, chúng ta có muốn như vậy hay không? Cho nên nếu chúng ta, Kim bảo đảm không ai muốn điều đó. Tại vì con người Việt Nam của chúng ta ai cũng muốn sống được hạnh phúc, ai cũng muốn được no cơm ấm áo, ai cũng muốn sống yên lành. Cho nên chính vì cái chỗ Việt Nam của mình trải qua chiến tranh quá dai dẳng do Tàu Cộng đã âm thầm vào đất nước Việt Nam của chúng ta và làm cho người Việt giết người Việt. Con số người Việt chết quá nhiều từ năm 1930 đến bây giờ. Cho nên Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã tìm cách cứu người dân. Và đây là cuộc chiến cuối cùng quý vị. Đây là cuộc chiến cuối cùng. Từ hồi nào giờ quý vị nghĩ là cuộc chiến đã chấm dứt? Xin thưa chưa chấm dứt quý vị. Tại sao chưa chấm dứt? Tại vì đất nước Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa chưa lấy lại là chưa chấm dứt. Cộng sản đã vào cướp nước Việt Nam và Cộng sản phải trả lại đất nước cho người Việt Nam. Người Tàu không được quyền vào đất nước Việt Nam, cho nên cuộc chiến này chưa chấm dứt. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt, nhưng chấm dứt bằng yên bình hay chấm dứt bằng chiến tranh, người Việt Nam sẽ chết dưới chiến tranh thì là do chính người Việt Nam quyết định đó quý vị. Do chính người Việt Nam quyết định. Tại vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã có cách để cứu người dân Việt Nam bằng lá phiếu trưng cầu dân ý mà Kim vẫn thường hướng dẫn, để cho người Việt Nam một ngày thức tỉnh được một người cũng là tốt cho một người. Cho nên người dân Việt Nam nên biết rằng đây là những lời thật, đây là những lời từ xuất phát từ tấm lòng và trái tim, không phải những lời để hại người dân. Tại sao quý vị cho là hại? Là tại vì cộng sản hù, cộng sản dọa là ai trưng cầu dân ý sẽ bị bắt. Nhưng những người Việt Nam trưng cầu dân ý cũng rất nhiều rồi quý vị, nhưng mà có bắt được hay không? Những người bị bắt được là thứ nhất, họ gài những người đó không phải là những người trưng cầu dân ý, và họ đem ra để hù người dân là những người này trưng cầu dân ý bị bắt. Cái thứ hai là những người nào trưng cầu dân ý mà nói cho người khác biết là mình đã trưng cầu dân ý thì họ sẽ theo dõi và họ sẽ bắt. Cho nên ở đây người dân Việt Nam rất là hiền lành, chỉ lên trên cái điện thoại bấm link trưng cầu dân ý cho biết là tôi muốn sống trong chế độ nào. Có như vậy mà bị bắt là người dân có phạm tội gì không quý vị? Dạ thưa không. Tại vì luật trưng cầu dân ý cộng sản đã đưa ra, và người dân đâu có chém giết ai, không có đặt bom đặt mìn, không chém giết ai, tất nhiên không có vi phạm vào tội khủng bố, thì tại sao bị bắt?
Như vậy họ chụp cho người dân cái mũ và bắt người dân. Và chính vì cái thâm độc mưu mô xảo quyệt đó, cho nên Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã hình thành cái Liên Trưng Cầu Dân Ý rất là an toàn, bảo mật mấy năm nay rồi. Cho nên là người dân Việt Nam muốn tự cứu mình thì phải trưng cầu dân ý, và đừng nói cho ai biết hết, và im lặng âm thầm làm. Tại vì cái điện thoại của quý vị khi vào bấm chỉ có 3 phút thôi, không ai theo dõi kịp, và sau đó chúng ta gửi đi thì sẽ biến mất trên điện thoại chúng ta, an toàn. Rất nhiều người Việt Nam đã làm rồi quý vị. Quý vị nên can đảm để tự cứu mình. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cộng sản nói là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang làm cho người dân bị ở tù. Ngài không làm cho người dân ở tù, mà là Ngài đang cứu người dân Việt Nam. Cộng sản nói ngược nha quý vị. Họ lúc nào cũng nói ngược. Và người dân Việt Nam bỏ cái não vô, đừng có bỏ cái não ra, và phải biết rằng ai cứu mình, ai hại mình. Chứ đừng đó ngồi đó mà nói theo những lời Cộng sản gian tham, hiểm ác, để rồi mình tự giết mình. Và Cộng sản nó giết mình hết đó quý vị. Cho nên là nó hại mình và nó xúi mình làm những cái điều mà nó cho mình ngu xuẩn. Nó giết mình mà nó còn nói mình ngu xuẩn đó quý vị. Cho nên quý vị phải sáng suốt lên, trưng cầu dân ý để tự cứu mình. Kim vẫn thường kêu gọi để một ngày, cái ngày đó nó sẽ chấm dứt quý vị. Chứ không phải mà Kim ngồi đây, Kim chỉ pha ngồi đây nói hoài đâu nha quý vị. Nó sẽ có ngày chấm dứt. Và ngày đó là chúng ta không còn trở tay kịp. Người dân Việt Nam không còn trở tay kịp. Người nào sáng suốt thì sẽ được cứu. Và người nào mê mờ tâm tối thì sẽ bị diệt vong dưới tay Tàu Cộng đó quý vị. Bây giờ cái cuộc chiến giữa chánh và tà, giữa thiện giả, thì người nào theo ác thì sẽ bị hủy diệt. Thì bây giờ mời anh chị em nghe bài hát Chống Xâm Lăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Phật tại Như Lai Lỗ Lai Sắc Sắc Như Đàn Hành Hành Khang Thủ Bại Hư. Trăng trăng tỉnh phận tại sắc trời,
cửa sao hữu vật sáng xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tới đời. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, Trần Hoàng Sa hai quân Việt anh dũng hy sinh. Từ chiến trong xâm lăng, từ chiến giữ quê hương, người Việt Nam, dòng Việt Nam sáng danh quật cường. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, người thanh niên trước pháp trường hô lớn Việt Nam một năm. Một tiếng súng kêu vang, một tiếng đất khô khan, dù chết vẫn hiên ngang quyết không đầu hàng. Chị em nghe cái bài hát này á, là anh chị em đã thấy là quyết chống xâm lăng, thì bây giờ ai đang xâm lăng đất nước Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải đánh. Anh chị em không muốn đánh thì cái đó là tùy anh chị em, tại vì anh chị em muốn sống hèn sống nhục thì anh chị em không đánh thì cái đó là quyền của anh chị em. Nên đó anh chị em đó thức tỉnh đi, sống hèn sống nhục là nhơ danh ngàn đời. Nhưng mà trên cái diễn đàn này đó, tôi biết rất là nhiều người đã trưng cầu dân ý, nhưng mà vẫn đưa ra những người, những lời mà giống như là giống y như những người dư luận viên vậy. Nên anh chị em đừng có nghĩ là những người lên trên diễn đàn này đó giết chửi hay là nói này nói kia đó Việt Nam Cộng Hòa đó hay là bao que đó thì những người đó không có trưng cầu dân ý, anh chị em làm rồi. Nên anh chị em đừng có nghĩ tại sao mà pha nói như vậy, là tại vì những người đó họ không muốn cho ai biết cả, không muốn cho ai biết họ là người công dân Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chứ anh chị em đừng có tưởng là tất cả trên diễn đàn này là những người không có trưng cầu dân ý, anh chị em làm rồi. Thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Thì bây giờ để coi cái live stream nó dài dữ chưa. Nếu mà không thì Phan với chị Kim sẽ đọc cho anh chị em nghe một đoạn hiến pháp như thường lệ. Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, báo hiệu ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tin hay không là tùy anh chị em. Đọc tới chương 3.7. 3.7. Đó là cá là gì? Là các chính phủ sau bữa nay để lên này. Để lên này. Bây giờ Pha mời chị Kim đọc cái hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa tiếp theo.
Dạ, mời chị Kim. Kim xin phép được đọc tiếp Hiến pháp Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa, chương 3.7, Nội các Chính phủ. 3.7.1, Nội các do Tổng thống lãnh đạo và chỉ định. Khoảng 3.7.1.1, Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Điều 3.7.1.1, Thủ tướng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Điều 3.7.1.1.2, Hội đồng Bộ trưởng gồm tất cả các tổng bộ trưởng đương nhiệm. Điều 3.7.1.1.3, Hội đồng An ninh Quốc gia gồm Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia, Thủ tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Tổng trưởng An ninh Tình báo, Tổng trưởng Kỹ thuật Điện tử, Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng trưởng Nội vụ và Tổng giám đốc Tình báo Trung ương. Điều 3.7.1.1.4, Hội đồng Kinh tế Quốc gia gồm Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Quần chúng, Tổng trưởng Kinh tế, Tổng trưởng Tài chánh, Tổng trưởng Kế hoạch, Tổng trưởng An ninh Tình báo và Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Khoảng 3.7.1.2, Phó Thủ tướng. Tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, Thủ tướng có quyền bổ nhiệm các Phó Thủ tướng để phụ tá, sau khi thông qua ý kiến chấp thuận của Tổng thống. Tuy nhiên, vì nhu cầu xây dựng đất nước song song với việc tiếp thu các tài nguyên quá quan trọng của thiên nhiên ưu đãi dân tộc Việt Nam, như mỏ dầu khổng lồ trong thềm lục địa Việt Nam, nên cần có ít nhất 2 phó thủ tướng để đặc trách phát triển dân sinh, bảo vệ môi trường, và 1 phó thủ tướng đặc trách năng lượng thiên nhiên như dầu khí và năng lượng mặt trời, solar. Khoảng 3.7.1.3, Viện Chiêu Hiền, do Thủ tướng Đào Minh Quân quyết định thành lập từ năm 1991 với mục đích mời gọi những hiền tài, những người Việt bị Cộng sản cướp nước, đã xác định lập trường quốc gia dân tộc còn tha thiết với tiền đồ của đất nước, muốn đóng góp công sức, tài năng và tâm trí lực cho đại nghiệp dẹp Cộng sản và xây dựng quê hương của toàn dân. Ngoài ra, Viện Chiêu Hiền còn phụ trách chương trình Tìm về cội nguồn, bao gồm Thập Bát Thức và 7 bài học căn bản do Tổng thống Đào Minh Quân đề ra. Mục đích chương trình này để hướng dẫn những người Cộng sản Việt Nam trở thành người Việt chân chính. Họ phải được học lại lịch sử thật của đất nước, xác định Hồ Chí Minh là tên Việt gian, tội đồ của cả dân tộc Việt Nam, biết nhận thức và phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà. Nè, bây giờ đọc qua nữa ha, là ngừng lại giải thích đọc cho ha. Ngừng lại đi, tại cái kia nó qua Viện Nghiên cứu Chính trị rồi. Dạ. Bây giờ Kim bắt đầu quay trở lại để giải thích từng phần. Nội các do Tổng thống lãnh đạo và chỉ định. Thủ tướng thì do Tổng thống chỉ định và bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Như vậy là có 1 vị Thủ tướng thì Tổng thống sẽ chỉ định và bổ nhiệm. Và Thủ tướng thì giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Hội đồng Bộ trưởng sẽ gồm các tổng bộ trưởng đương nhiệm. Hội đồng An ninh Quốc gia gồm Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia, Thủ tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Cái hội đồng này rất là nhiều nha quý vị. Hội đồng An ninh Quốc gia thì gồm có Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia, Thủ tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc,
Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Tổng trưởng An ninh Tình báo, Tổng trưởng Kỹ thuật Điện tử, Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng trưởng Nội vụ và Tổng giám đốc Tình báo Trung ương. Nội trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia này gồm rất là nhiều những tổng trưởng về an ninh tình báo, về kỹ thuật điện tử, về quốc phòng, về nội vụ và về tình báo trung ương. Đó là Hội đồng An ninh Quốc gia. Hội đồng Kinh tế Quốc gia gồm Chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Quần chúng, Tổng trưởng Kinh tế, Tổng trưởng Tài chánh, Tổng trưởng Kế hoạch, Tổng trưởng An ninh Tình báo và Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Đó là về thuộc bên kinh tế. Rồi bây giờ đến Phó Thủ tướng, thì tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, Thủ tướng có quyền bổ nhiệm các Phó Thủ tướng để phụ tá. Sau khi thông qua ý kiến chấp thuận của Tổng thống, tuy nhiên vì nhu cầu xây dựng đất nước song song với việc tiếp thu các tài nguyên quá quan trọng của thiên nhiên ưu đãi cho dân tộc Việt Nam. Ngừng ở đây thì hồi nãy quý vị có nghe là chị Pha nói là ở thềm lục địa của Việt Nam có mỏ dầu rất là lớn, và ở trong nước Việt Nam của chúng ta cũng có những nguồn tài nguyên rất là có giá trị của đất nước Việt Nam. Cho nên là vì nước Việt Nam có nhiều tài nguyên như vậy, cho nên là phải tăng cường thêm là hai vị phó thủ tướng thay vì thủ tướng rồi một người phó thủ tướng. Nhưng vì đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng vì đất nước của Việt Nam chúng ta có quá nhiều tài nguyên, cho nên là sẽ tăng cường thêm một vị phó thủ tướng nữa, tổng cộng là hai quý vị, để đặc trách phát triển dân sinh, bảo vệ môi trường, và một phó thủ tướng đặc trách về năng lượng thiên nhiên như dầu khí và năng lượng mặt trời. Về Viện Chiêu Hiền thì do Thủ tướng Đào Minh Quân quyết định thành lập từ năm 1991, thành lập cái Viện Chiêu Hiền là với mục đích là mời gọi những hiền tài, những người Việt bị Cộng sản cướp nước, đã xác định lập trường quốc gia dân tộc và tha thiết với tiền đồ của đất nước, muốn đóng góp công sức và tài năng, tâm trí lực cho đại nghiệp dẹp Cộng sản để xây dựng quê hương của toàn dân. Thì lập ra cái Viện Chiêu Hiền để tập trung những thành phần là những người có tấm lòng với đất nước, mà muốn quay trở về với quốc gia dân tộc, thì có Viện Chiêu Hiền để thu nhận những tấm lòng, những con người có những tấm lòng với đất nước, biết là mình đi sai đường thì mình quay về với chính nghĩa quốc gia. Tại vì mình phải hiểu được nơi nào là nơi mình sống còn và nơi nào mình bị tiêu diệt, bị diệt vong. Thì mỗi một người chúng ta ai cũng có một cái bộ não, thì cái bộ não đó nó sẽ chứa những cái điều hay lẽ phải, thì chúng ta biết đường ngay nẻo chính mà chúng ta đi. Còn nếu mà cái bộ não của chúng ta nó rộng tuếch, không hiểu gì, ai nói cũng không biết gì, thì tự chúng ta đi vào ngõ cụt mà thôi. Đó là sự thật chứ không có phải là Kim nói dốc đâu quý vị. Thì qua đây thì để đọc hết cái này rồi Kim kể cho quý vị nghe một cái câu bây giờ chuyện. Trong này có thật bất thức á chị. Đúng rồi. Thì bây giờ chị bây giờ nãy là nói là cho chúng ta đọc thật bất thức giải thích. Bây giờ thật bất thức nè, bây giờ nãy trong cái hiến pháp đó là nói là sẽ cho người dân học để trở thành người Việt Nam chân chính. 7 bài học người Việt Nam chân chính. Nên đó bây giờ thì đọc cho anh chị em nghe thật bất thức. Và 7 bài học làm người Việt Nam chân chính. Tại sao mà tổng thống này lại lo luôn cả tâm linh cho anh chị em có đời sống bình yên. Nào bây giờ Pha xin đọc thập bát thức 18 điều suy niệm. Điều 1, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Thì anh chị em cứ cười hoài mà không bao giờ hết. Mà cười thì có sức khỏe dồi dào, là làm cho chúng ta thông minh hơn.
Điều số 2, thông minh nhất của ta là tự chủ. Thì anh chị em tự chủ, anh chị em phải tự quyết định chính mình. Anh chị em làm gì cũng phải suy nghĩ và đừng có bị cám dỗ ở bên ngoài. Là anh chị em là người Việt Nam mà thông minh đó, tức là biết tự chủ. Thì Phan cũng đã từng nói rồi, nếu anh chị em nào ra ngoài thấy gái đẹp thì đừng có mê, về bỏ vợ. Thì anh chị em tự chủ thì anh chị em không thấy gái, anh chị em không có mê là anh chị em tự chủ rồi đó. Tại vì anh chị em mê gái là tan nhà nát cửa. Rồi điều 3, công bình nhất ta có là thời gian. Thì thời gian công bình nhất mỗi một người có 24 giờ. Thì anh chị em hãy tranh thủ thời gian đó làm những việc có hữu ích cho xã hội, cho người, cho đời. Là anh chị em đã là người tu rồi đó. Tu không phải phải cạo đầu vô chùa. Anh chị em chỉ cần thi hành 18 điều suy niệm này là anh chị em là người tu rồi đó. Là anh chị em sẽ được phước. Điều số 4, bản thân nhất của ta là sức khỏe. Thì anh chị em có sức khỏe thì anh chị em là có người bạn thân đó. Nếu anh chị em không có sức khỏe thì như bạn thân của anh chị em cũng đi luôn. Thì hiện nay chúng ta thấy rồi, cái bệnh dịch corona này, nếu anh chị em không có sức khỏe thì anh chị em không chống được, thì anh chị em có thể sẽ mất mạng đó. Đó là sức khỏe mất thì người của ta cũng mất. Điều 5, an ổn nhất của ta là bố thí. Anh chị em nếu mà giàu có lòng thương người thì bây giờ bệnh dịch này nè, anh chị em á có dư ăn dư để, nên bố thí giúp đỡ cho những người mà họ đang gặp hoạn nạn trong cái trận dịch này, làm ăn không có, thiếu thốn mọi bề, không có cơm ăn, thì anh chị em nên bố thí. Đó là điều an ủi nhất của ta là bố thí. Điều 6, sức mạnh nhất ta có là khoan dung. Anh chị em thương người, anh chị em bỏ qua mọi chuyện thì anh chị em là người có sức mạnh nhất. Tại vì nếu mà anh chị em cứ thù hận ghét nhau thì anh chị em không bao giờ có sức mạnh. Tại vì trong cái lòng thù hận đó là anh chị em đã làm mất tự chủ rồi. Anh chị em khoan dung để thương người. Giống như bây giờ thí dụ như người ta chửi anh chị em nói thôi chửi thì chửi, không có sao cả. Thì hiện nay là chúng tôi đang áp dụng đó, nên chúng tôi có rất nhiều sức mạnh để tiếp tục cuộc đấu tranh dài hay là ngắn. Nhưng mà chắc chắn là không còn dài nữa đâu. Điều 7, thông thái nhất của ta là tình thương. Hồi nãy giờ Khoa lên đây kêu gọi anh chị em hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau, hãy cùng nhau giúp dân cứu nước. Nếu anh chị em có tình thương thì anh chị em rất là thông thái, hiểu biết rất là nhiều, nó đúng ra là thông minh đó. Hy vọng, điều 8, hy vọng nhất của ta là thử thay đổi. Anh chị em muốn được những gì mà anh chị em muốn có, những gì là anh chị em phải thay đổi. Thí dụ như anh chị em nghèo, anh chị em muốn giàu thì anh chị em phải tránh đấu lên, phải làm, phải tính toán thì anh chị em mới giàu. Anh chị em muốn thay đổi đất nước con người Việt Nam thì anh chị em phải mạnh mẽ đứng lên làm người Việt Nam chân chính. Điều 9, thành công nhất của ta là sự lễ độ. Cái này tặng cho tất cả anh chị em trên diễn đàn. Nếu anh chị em lễ độ, nói chuyện lịch sự thì được mọi người thương mến. Còn anh chị em chửi mắng thì không có ai thương anh chị em đâu. Không có ai mà thương cái người chửi bao giờ. Anh chị em có nghe tôi thương cái người đó chửi tôi không vậy? Có không vậy? Không bao giờ có. Nên tặng cho anh chị em đó, anh chị em lễ độ thì được mọi người kính trọng. Điều 10, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Đừng tham những gì mà ngoài cái tầm tay của chúng ta. Giết người, hại người để mà đoạt đi được những gì mà chúng ta muốn đó, thì anh chị em tự giết anh chị em đó. Nên nó mới kêu bằng kẻ, đó là điều mà kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Và chỉ giải thích sơ sơ thôi, anh chị em tự học, tự hỏi đi, tự tìm tòi đi nha. Tại cái này là căn bản mà thôi, còn hiểu và dịch ra như thế nào là do cái trí thông minh của mỗi người. Điều 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm.
Nếu anh chị em mặc cảm là anh chị em nghèo, anh chị em thua suốt mọi người đó, thì anh chị em sẽ cô độc. Anh chị em không cần mặc cảm mà hãy mạnh dạn làm người. Thích học thì đi học, thích đi làm thì đi làm, thích làm những gì chúng ta thích, không cần mặc cảm. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là chúng ta sống đúng nghĩa làm người mà thôi. Điều 12, dạy dọn nhất của ta là tiệt dọn. Có nhiều anh chị em tiệt dọn nên có nhiều khi hủy hoại cả bản thân mình. Chúng ta không cần. Chúng ta sống, nếu mà thua keo này chúng ta gầy keo khác, không cần tiệt dọn. Có thất tình thì đi kiếm cô gái khác. Có bị bạn trai bỏ thì cũng đi kiếm bạn trai khác, không cần tiệt dọn. Cái này là Hoa chỉ giải thích cho anh chị em nghe sơ thôi, chứ không đủ thời giờ để giải thích hết. Mà chỉ cái người giải thích mà đúng đắn nhất chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi. Cái này là căn bản. Điều 13, đau khổ nhất của ta là tự ti. Ở trên kia là mặc cảm, dưới đây là tự ti. Là hai cái chữ mà nói tự ti và mặc cảm thì giống nhau, không khác bao nhiêu đâu. Anh chị em đau khổ khi anh chị em tự cắn rứt lương tâm của mình á, anh chị em đau khổ lắm. 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Vì chúng tôi biết là sự dối trá là sai lầm nhất, nên chúng tôi lên đây là nói thật chứ không bao giờ nói dối trá. Còn anh chị em thích dối trá thì cứ nghe Cộng sản Việt Nam. Thì sai lầm của Cộng sản Việt Nam là dối trá, lường gạt thế giới, lường gạt người dân, nên hậu quả sắp tới đây thì họ phải trả một giá rất là đắt. Đó là chữ sai lầm của họ. Khuyên rằng tất cả người Việt Nam chúng ta đừng đi theo con đường đó. Điều 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Thì chắc ai cũng có cha có mẹ, thì anh chị em hãy làm tròn bổn phận người con của mình, là anh chị em cũng là người có tu rồi đó. Là làm cách nào anh chị em hãy tự tìm tòi coi câu nào, cái nào mà anh chị em có thể trả hiếu cho cha mẹ tốt nhất đối với anh chị em thì anh chị em làm. Điều 16, tật nguyền nhất của ta là ghen tị. Anh chị em mà thấy người ta giàu thì nên mừng cho anh ta đổ đạt gì, anh chị em nên chúc mừng chứ đừng có ghen ghét người ta. Là rốt mình ghen, người ta ghen ghét người ta, nhưng rốt cùng là mình bị tật nguyền. Điều 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Chắc là tất cả anh chị em ở trên diễn đàn này là chửi pha với chị Kim quá chừng, chắc chắn là anh chị em yếu đuối rồi. Tại vì thua, sợ thua chúng tôi. Sợ Việt Nam Cộng Hòa thắng nên sợ quá nên chửi. Vậy thì anh chị em là người yếu đuối rồi. Mà càng yếu đuối là càng thua nặng. Điều 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Tự cao tự đại thì sẽ thất bại đó. Đó, tặng câu này dễ lắm nè. Tự cao tự đại thì sẽ thất bại. Tại vì ở trên đời đó, người ta nói là cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Người này giỏi sẽ có người giỏi hơn, nên chúng ta đừng có tự cao tự đại. Nam Quán Đào Minh Quân. Đó là 18 điều suy niệm của Tổng thống Đào Minh Quân sau 20 năm tu tịnh tu tại Tụ Nghĩa Đường sa mạc Arelanto. Tổng thống Đào Minh Quân thu gọn ý tưởng của các vị tu hành thành 18 điều suy niệm mà ngài đặt tên là Thập Bát Thức, gửi đến cho tất cả anh chị em suy ngẫm học hỏi để trở thành người Việt Nam chân chính. Đó là Thập Bát Thức mà Hoa đã đọc xong. Đây là cái 7 bài học căn bản làm người chân chính, Hoa cũng gửi đến cho anh chị em luôn. Tại sao trong cái hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa lại có hai cái này? Thì anh chị em đã biết là Tổng thống Đào Minh Quân muốn đưa nước Việt Nam lên trở thành một nước có đạo đức, có tình thương, muốn tất cả người dân Việt Nam của chúng ta tu tâm sửa tánh để làm một người Việt Nam chân chính, thì đất nước Việt Nam của chúng ta mới phồn thịnh được. Nơi đâu có tình thương,
là nơi đó mới an bình được. Nơi nào có thù hận là nơi đó có chiến tranh. Tại bây giờ bà xin đọc: Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. 7 bài học căn bản để làm người chân chính. Điều 1, học nhận lỗi giúp ta tiến bộ và hoàn thiện. Nếu mà chúng ta làm lỗi, chúng ta biết nhận lỗi là chúng ta sẽ biết sửa sai. Điều 2, học nhu hòa giúp người nóng trở nên mềm, lưỡi mềm trở nên nhu hòa, trở nên tâm nhu hòa. Thì pha thì pha hiểu là chúng ta nhu hòa, chúng ta nóng giận, chúng ta biết kiềm chế để mà chúng ta phát lên những cái lời nói nó ôn hòa. Đó, đi pha là pha hiểu như vậy đó. Học nhẫn nhục giúp ta biết hóa giải chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Tập chịu đựng, không cần phải đối đầu với những tiểu tặc. Học nhẫn nhục thì tổng thống đã có dư thừa nhẫn nhục để chờ đợi ngày giải thể Cộng sản Việt Nam rồi. Còn chúng tôi thì cũng đang học nhẫn nhục đây. Nên chuyện nhỏ, chuyện lớn thì làm cho nó nhỏ lại, tập chịu đựng luôn. Anh chị em có chửi gì chúng tôi cũng thấy là không có sao cả. Điều thứ tư, giúp ta hiểu đối tượng, tránh được tranh chấp, hiểu lầm, thị phi. Thì nếu mà chúng ta hiểu được người khác thì chúng ta khỏe lắm nè. Thay vì chúng ta cứ tranh chấp thì chúng ta hãy đứng về cái phương diện người đó đó, thì chúng ta sẽ hiểu là không có còn cái chuyện gì phải nói. Thí dụ giờ là phải thí dụ thôi nha. Bây giờ thí dụ như anh chị em đang chửi chúng tôi trên diễn đàn đúng không? Nhưng mà tôi đứng về cái phương diện của anh chị em đó, thì tôi biết là anh chị em đã bị Cộng sản nhồi sọ rồi. Anh chị em hiểu sai sự thật nên anh chị em mới chửi chúng tôi. Nên vậy là chúng tôi đâu có giận, là tại vì tôi biết anh chị em không hiểu, không hiểu về Cộng sản Việt Nam, cũng không hiểu về Việt Nam Cộng Hòa, nên anh chị em mới chửi. Nên tôi thấu hiểu chuyện đó nên tôi đâu có giận, thấy không? Anh chị em chửi mà tôi cũng vẫn mời anh chị em tiếp tục vô nghe, để anh chị em có thấy cái gì hay anh chị em tự sửa. Điều 5, học buông bỏ, tức là xả, là thả. Thì cái chuyện gì chúng ta cần buông bỏ nên buông, chúng ta đừng có ôm hết vào người thì chúng ta tự giết mình mà thôi. Giống như là thù hận cứ tối ngày cứ ôm vào, tôi thù người này, tôi ghét người kia, đấy anh chị em tự hủy hoại mình mà thôi. Mọi điều trong trong cái một điều năm này có tới 9 điều nhỏ. Một, bỏ tập niệm dục vọng vì luôn làm ta bất an. Hai, bỏ đố kỵ ganh ghét làm mất tâm lương. Bỏ điều ba, bỏ tiêu cực, bi quan, sa sút, sợ hãi dẫn đến không thành công, trở nên hành động khác người. Điều 4, bỏ tính lười biếng. Cần cù siêng năng là tất yếu, tại lười biếng đâu có làm được gì. Lười biếng là càng nghèo nè, lười biếng là thất bại. Điều 5, bỏ nóng giận làm tổn thương người khác. Nóng giận là bản năng tự nhiên, kiểm soát nóng giận tức là bản lãnh chiến thắng bản thân. Điều 6, bỏ tự ngã, cái tôi là trung tâm điểm. Nếu anh chị em mà còn tôi, cái tôi của anh chị em lớn, anh chị em không có làm được những gì mà nó cao thượng đâu. Vì vậy anh chị em coi cái tôi của anh chị em bự hơn người khác. Điều 7, bất cứ ai cũng có thể thay đổi, thay thế ta. Trong mà điều 6 là tự ngã đó. Bỏ phiền não. Điều 7, những việc không được như ý chiếm đa số mỗi ngày, biến phiền não thành điều để tôi luyện, để tiến xa, xuôi theo tự nhiên. Điều 8, bỏ quá khứ vì không thể thay đổi được.
nhưng chỉ có thể tiếp nhận. Điều chính, bỏ oán giận. Vì làm nhân cách và làm mất nhân cách và mất ý chí, không bao giờ, không phải lúc nào cũng gượng buồm xuôi gió mà luôn có thử thách. Điều 6, học cảm động. Thấy được sự không may của tha nhân, có tâm thương yêu Bồ Tát cảm động. Thì bây giờ nếu mà đọc cả cái cảm động này là chúng tôi có là dư luôn á. Tại vì chúng ta đã thấy, chúng tôi đã thấy được cái sự đau khổ, cảm thông. Sự đau khổ của người dân Việt Nam đó. Nên chúng tôi rất là cảm, học cái bài học cảm động này. Vì học được cái bài này á, nên mới lên ngồi đây nè. Chứ nếu không học được á, thì chúng tôi giờ này đi ngủ rồi, không có ngồi đây. Tại vì bây giờ là 2 giờ 6 phút sáng rồi ở Úc. Điều 7, học sinh tồn. Thân thể khỏe mạnh, hành vi yếu để có lòng với con cái. Thì học sinh tồn thì chúng ta phải bảo vệ sức khỏe, tập thể dục, ăn uống điều độ, đừng ăn uống bừa bãi, đừng hại bản thân, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là lành mạnh. Bệnh dịch này mà ăn nhầm gì, nếu mà anh chị em có sức khỏe tốt, bệnh dịch nó chỉ ghé vào những anh chị em mà sức khỏe kém mà thôi. Ghi nhớ, học làm người chân chính rất khó. Mỗi người sinh ra đều có giá trị của người đó. Hễ người nào sinh ra thì có chỗ riêng của người đó. Đó là 7 bài học căn bản để làm người Việt Nam chân chính gửi tặng cho tất cả anh chị em. Suy ngẫm để trở thành một người Việt Nam hoàn hảo, có một cuộc sống hạnh phúc, an bình, thân tâm, an lạc. Mà không, bây giờ là hiến pháp hay nghĩ không cần quay lại hiến pháp cũng tới đầu đồng nghị hiến pháp rồi. Hồi nãy á, hồi nãy đọc tới chỗ không biết đâu không sao là gì. Thì bây giờ anh chị em cũng đã cảm ơn tất cả anh chị em đã nghe cái live stream của Khoa và chị Kim. Mong rằng anh chị em ít nhiều với anh chị em cũng sẽ mở mang trí tuệ của anh chị em, để anh chị em có thể nhìn ra sự thật đâu là chánh, đâu là tà, để mà chúng ta cùng nhau xây đắp lại một đất nước Việt Nam tươi sáng trong tương lai, trong những ngày tháng tới, khi nào để tam Việt Nam Cộng Hòa có mặt trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Đừng tin Cộng sản mà hãy tin vào trí thông minh của anh chị em. Chúng ta không cần nghe ai cả, mà chúng ta phải tự suy ngẫm, tự suy nghĩ để tìm ra người ta nói như vậy có đúng hay là sai. Nhìn lại đất nước Việt Nam, nhìn lại con người Việt Nam, rồi hãy nhìn ra hải ngoại, có những nước tự do, con người ở những nước tự do có gì khác biệt với người Việt Nam. Anh chị em sẽ nhận ra rõ ràng mọi việc. Chúc tất cả anh chị em may mắn. Thầy Pha và chị Kim cũng xin ngưng cái live stream, tại vì nó cũng quá dài rồi. Anh chị em xem thông tin cái bài bài trước không dân ý. Dạ thì bây giờ cũng như thường lệ, không sao, bây giờ Pha mời anh chị em nghe cái bản nhạc. Phải nói là nó quá rất là quen thuộc. Dạ đây, mời. Ôi lòng quân thương dân vì nước quên mình.
Có tổng thống ở đây, dạ tổng thống giấc này là ở bên Mỹ, tổng thống sáng mới ngủ dậy, tổng thống trả tiền cho mấy tụi em nhiều tiền vậy. Nhưng mà nói thiệt với anh chị em đó, chúng tôi giàu đâu có cần tiền, chúng tôi đang ở đất nước tự do, cái gì chúng tôi cũng có trơn á, nên chúng tôi không có cần tiền. Chúng tôi cần có cái tâm thiện, và chúng tôi có muốn có niềm vui là khi đất nước Việt Nam thanh bình, đất nước Việt Nam giàu có, nổi tiếng khắp thế giới, để tất cả người Việt Nam của chúng ta được ngẩng cao đầu với thế giới. Đó là món quà mà chúng tôi có thể làm được. Còn tiền thì chúng tôi không có cần. Anh chị em đừng nghĩ như thấy những nhà đấu tranh mà lên chửi người này người kia, mướn lên chửi Tổng thống Đào Minh Quân, thì anh chị em nghĩ chúng tôi cũng vậy, anh chị em làm rồi. Người của Đào Minh Quân không có cần tiền. Tại vì Tổng thống Đào Minh Quân chưa bao giờ kêu người nào mà quyên góp cho chính phủ này cả, chưa bao giờ có tự lấy tiền của mình ra đấu tranh cho Việt Nam. Thì chúng tôi cũng noi gương Tổng thống lấy tiền của mình ra đấu tranh. Tại sao chúng tôi nói là lấy tiền ra đấu tranh? Anh chị em có thể là tôi kính trọng anh chị em, mà có phải là chúng tôi cũng phải ăn mặc đồ đẹp để lên đây nói chuyện với anh chị em hay không? Đúng không? Anh chị em tôi cũng phải bỏ tiền ra mua đồ, đúng không? Đó là tôi tôn trọng người dân Việt Nam đó. Người ta nói á, là cái cách cư xử của mình sao đó, là mình tôn trọng người đó đó. Bây giờ tôi thí dụ như một câu rất là đơn giản. Anh chị em đi ăn đám cưới, người ta mời anh chị em đám cưới là ngày vui, anh chị em mặc đồ lèn sàng, anh chị em lại đó điểm cưới, anh chị em có tôn trọng người ta không? Không. Nên chúng tôi cũng lên live stream này đó, cũng phải lịch sự nói chuyện với anh chị em, để ăn mặc lịch sự để chào đón anh chị em vào diễn đàn để nghe chúng tôi nói. Là chúng tôi thì ở Úc nên giàu lắm rồi, không có cần tiền nữa. Người Việt Nam Cộng Hòa vậy đó quý vị, nhất là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là những người phải có tư cách lịch sự, có đạo đức và hòa nhã với người dân. Cho nên là đây là chúng tôi đang làm việc với những người dân Việt Nam, và chúng tôi muốn mang một tình yêu thương đến người dân Việt Nam bằng tư cách đạo đức của một người đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đó quý vị. Bây giờ mình ngừng lại đây được chưa chị Phan? Được rồi, bây giờ thôi, bây giờ nói nhiều thì anh chị em cũng nghe nó cũng mệt lắm. Thôi giờ chúng tôi kết thúc đi, tại giờ cũng 2 giờ mấy ráng rồi. Bây giờ thì Kim cũng xin mời tất cả quý vị trên diễn đàn, chúng ta là người Việt và chúng ta đều có chung dòng máu đỏ Việt Nam da vàng. Cho nên chúng ta cùng nhau cất cao ba lời thề son sắt để gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng ta nghe quý vị. Và Kim xin bắt đầu. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Dạ, Pha Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý đồng nhiệm trong chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả đồng bào anh chị em trên diễn đàn và khắp nơi trên toàn thế giới. Chúc anh chị em ngủ ngon.
Còn nếu anh chị em nào mà ở các nước như Mỹ mới sáng thì chúc cho anh chị em có một ngày mới vui vẻ và có đầy đủ niềm tin, hy vọng cho tương lai của chính mình và luôn giàu và sức khỏe, luôn luôn có sự bình an trong cuộc sống, thân tâm an lạc. Dạ, xin trân trọng kính chào, tạm biệt. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và chúng ta giữ vững niềm tin để một ngày mai đất nước Việt Nam của chúng ta trở Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sẽ mang Đệ tam Việt Nam Cộng hòa trở về đất nước Việt Nam cho người dân được no cơm ấm áo và hạnh phúc. Xin cầu nguyện trời Phật hùng thiên sông núi luôn gia hộ cho đất nước Việt Nam của chúng ta được no ấm, hạnh phúc, lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Xin trân trọng kính chào.